Tập 166. Rầm 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 phanh. Tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên, hồng hoang hỏa kỳ bốn đạo thân ảnh bay xa, vốn là siêu cấp cường giả vô địch, bây giờ cả bốn liên thủ cũng không thể chống lại một mình thần linh nhiễm hồng. Sư phụ, sư đệ, Hồng Vũ, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Lão Ảnh, Tử Vi Thần Nữ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long tám người gần như theo sau hồng hoang hỏa kỳ bốn người lao thẳng về phía thần linh nhiễm hồng, tám công kích toàn lực đánh vào hư không. Bốn tên bọn chúng không phải là đối thủ, các ngươi càng không phải. Một thân ảnh trong Thiên La Minh lao ra, thân ảnh Thích Thiên xuất hiện cản trở tám người, vào lúc này bộc phát năng lượng khủng gây Eota ép, trực tiếp đông cứng hư không, lúc này Phật Quang Thần Thánh bùng phát, khí tức quỷ dị bao phủ lòng người, làm cho người ta có xúc động buông bỏ đồ đao. Lập địa thành Phật, rất khó sinh lòng phản kháng khi đối mặt lực lượng quỷ dị này. Rầm rầm rầm. Trong khí tức năng lượng quỷ dị, tám đạo quang ấn đánh thẳng vào thân thể đám người Hồng Vũ, đánh tám người bay ra xa. Vào lúc này người chung quanh đang quan sát tình hình cũng chấn động. Đám người Mạc Trường Lăng, Thiên Tý Tu La Nữ không biết phải làm sao, ánh mắt đều nhìn vào thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên hai người. Chỉ có thần linh Thiên Cơ cùng thần linh Phạt Thiên hai người vui vẻ. Dường như tất cả đã tính trước, không có gì kỳ lạ. Đánh bay đám người Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh, Hồng Hoang Hỏa Kỳ cây Eota ép sợ nhìn qua, thực lực khủng bố như vậy làm người ta khó tin, không ngờ năng lượng mênh mông như vậy lại xuất phát từ thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên hai người. Tại sao có thể như vậy? Việc này không đúng, thần linh Nhiễm Hồng, Thích Thiên có khí tức tương tự nhau, chẳng lẽ? Thân thể Lục Lâm Thiên ổn định trên không trung. Khóe miệng máu tươi đầm đìa, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, ánh mắt nhìn thần linh Nhiễm Hồng cùng Thích Thiên, từ khí tức chấn động của hai người vừa rồi đã dẫn động nguyên đan chữ vạn. Thần linh Thánh Vương, ngươi là thần linh Thánh Vương, tại sao ngươi có bộ dạng bây giờ? Hồng Hoang Hỏa Kỳ kinh hãi hét lớn, lúc này Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Thiên Mộc Thần Thụ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng, và với Hỗn Độn Hoàng Cương Hổ dường như nhìn thấy quỷ khi nhìn thần linh Nhiễm Hồng, dường như gặp phải vật khủng cây Eota ép nhất. Thân thể run rẩy lui về phía sau, lui tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt đầy sợ hãi. Thần linh Thánh Vương, Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Lão Ảnh, Nhược Linh Thánh Nữ, thậm chí không ít cường giả già nua biến sắc. Thần linh Thánh Vương, đây là cái tên quá xa xưa, đó là cái tên làm các viễn cổ đại năng cây Eota ép sợ. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi còn có thể nhớ rõ ta, thật sự không ngờ đấy. Thần linh Nhiễm Hồng cười. Khí tức thần linh chấn động, ánh mắt như quan sát chúng sinh, như nhìn con sâu cái kiến, giờ phút này thần linh Nhiễm Hồng hiện tại và thần linh Nhiễm Hồng lúc trước hoàn toàn là hai người khác nhau. Thần linh Thánh Vương, tại sao ngươi có thể đi ra ngoài, ngươi rõ ràng bị chủ nhân phong ấn trong mộ địa chúng thần, tại sao có thể thoát được? Thiên Mộc Thần Thụ nhìn thần linh Nhiễm Hồng, ánh mắt kinh hãi và nghi hoặc, nói. Không, ngươi còn chưa khôi phục, ngươi lại giống như không phải thần linh Thánh Vương. Ngươi có khí tức của hắn, thế nhưng mà lại không phải thần linh Thánh Vương chân chính, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, tính toán của hai lão gia hỏa Đông Hoàng Thái Huyền và Đế Phách Thiên kia đã thất bại, đáng hận hai tên vô sỉ kia âm thầm liên thủ, vận dụng thiên đạo chi lực phong ấn mộ địa chúng thần, cho rằng như vậy là có thể giải quyết tất cả sao, chỉ tiếc thần linh Thánh Vương ta làm gì dễ đối phó như vậy, ta cũng lưu lại hậu chiêu, trải qua vô số năm, trải qua mấy lần luân hồi, tất cả đều thành toàn ngày hôm nay. 3000 đại thế giới đều là của ta, không còn người nào có thể tranh đoạt với ta. Ánh mắt thần linh Nhiễm Hồng ngạo nghễ, vì ngày hôm nay, hắn đã chuẩn bị quá lâu. Thần linh Thánh Vương là ai, Đông Hoàng Thái Huyền là ai, có quan hệ gì với sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên? Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Tiếng cười thu liếm, đôi mắt thần linh Nhiễm Hồng nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, mỉm cười, vẫn là gương mặt tuấn lãng bất phàm đó, hắn nhìn Lục Lâm Thiên. Ánh mắt mang theo khinh thường và đắc ý, nói. Lục soái, Lục Lâm Thiên, ngươi chính là hậu chiêu mà lão gia hỏa Đế Phách Thiên kia an bài, một trận chiến lúc trước thật sự đa tạ ngươi, bằng không ta cũng khó có thể triệt để thức tỉnh. Mà bây giờ ngươi cuối cùng không đúng như nguyện vọng của Đế Phách Thiên, đạt được Đông Hoàng Thái Huyền lưu lại hỗn độn thiên thế giới, nhất phi trùng thiên, chấn kinh thiên địa, cuối cùng vẫn chưa trưởng thành, so với chúng ta lúc trước, ngươi còn kém xa, Đế Phách Thiên tính toán lâu như vậy. An bài lâu như vậy, nhưng đến bây giờ lại là giỏ trúc mốc nước. Thần linh Nhiễm Hồng nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt biến thành lạnh giá, ánh mắt tham lam nói.
Khặc khặc, nếu như ta có được hỗn độn thiên thế giới, đến lúc đó không ai làm gì được ta, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Suy suy, lúc nói xong lời cuối cùng, thân ảnh thần linh Nhiễm Hồng bay lên trời cao, khí tức mênh mông bao phủ lục lâm thiên. Tân chủ nhanh tiến vào mộ địa chúng thần nhanh, thực lực của thần linh thánh vương bây giờ không phải tân chủ có thể đối phó, trong mộ địa chúng thần có thứ thần linh thánh vương cố kỵ. Hồng hoang hỏa kỳ hét lớn một tiếng, thân ảnh biến thành khổng lồ, phiến hư không bị đốt đỏ thẫm, hắn như núi lửa bộc phát lao về phía thần linh Nhiễm Hồng. Ngao ngao, cổ hoang băng thiên hùng, hỗn độn hoàng cương hổ, thiên mộc thần thụ đều hóa thành bản thể, bốn khí tức khủng cây Etiota ép bùng phát, bốn đại cường giả cùng ra tay, khí thế làm cho hư thiên thánh cô không dám tới gần, phải lui ra xa xa. Nhiệm vụ của các ngươi đã chấm dứt, đi chết đi. Thích Thiên Động, trên người sinh ra khí tức quỷ dị, không phải Phật quang phổ chiếu, nhưng lại không phải là hạo nhiên chính khí, không phải là Phật khí tường hòa. Đây là khí tức tà ác vượt qua mọi người tưởng tượng, đủ để mê hoặc tâm trí, bất chi bất giác bị ảnh hưởng, cuối cùng hóa thành hào quang màu đen bao phủ bốn người hồng hoang hỏa kỳ vào bên trong. Oanh! Hư không rung động kịch liệt, giờ phút này Thích Thiên bạo phát khí thế hoàn toàn vượt qua Thích Thiên lúc trước có thể so sánh, khí tức yêu tà này mênh mông như biển, đã bao phủ đám người hồng hoang hỏa kỳ vào bên trong. Các ngươi còn chưa đặt chân lên hư vô cảnh chân chính, căn bản không phải đối thủ của ta. Ta lại tiến một bước trước các ngươi. Thích Thiên quát lớn, giọng nói không kém thần linh Nhiễm Hồng bao nhiêu, khí tức yêu tà bùng phát, bao phủ tất cả mọi thứ vào bên trong. Giống giống. Đám hồng hoang hỏa kỳ giãy giụa gào thét, nhiệt độ nóng bỏng, hàn băng, sát lục đều bị hạn chế. Rầm rầm. Vô số năng lượng màu đen bao phủ, năng lượng quỷ dị này xé nát không gian biến thành hư vô tối tăm, nương theo đó còn có chấn động vô hình. Lôi điện bao phủ không gian chung quanh, cuối cùng không ngừng áp xúc vào thân thể đám hồng hoang hỏa kỳ. Ken két. Năng lượng màu đen càn quét các nơi, thân thể khổng lồ của đám hồng hoang hỏa kỳ không ngừng rạn nứt, sau đó toàn thân bị hào quang màu đen xâm nhập, khí tức tà ác bao phủ, sinh cơ của bốn thân ảnh khổng lồ yếu bớt, không ngừng trôi qua. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bốn thủ mộ giả khủng bố không cách nào thoát khỏi hào quang màu đen quỷ dị kia, hoàn toàn không có lực chống cự. Rốt cuộc đây là linh vật trời sinh gì? Tất cả cường giả sởn gai ốc, đồng tử co rút nhanh, ngay cả hư thiên thánh cô, nhược linh thánh nữ, Mạc Trường Lăng, Hậu Khánh Lâm cũng không biết bản thể của Thích Thiên là gì, bởi vì bọn họ chưa gặp qua bao giờ. Hào quang màu đen bao phủ hồng hoang hỏa kỳ, cổ hoang băng thiên hùng, bốn thủ mộ giả bị ăn mòn tới chết, phải biết rằng bản thể của hồng hoang hỏa kỳ cùng hỗn độn hoàng cương hổ, thiên mộc thần thụ còn không bị tử kim huyền lôi phá hủy. Lục Lâm Thiên trơ mắt nhìn qua tất cả, nhưng lúc này hắn không có cơ hội nhúng tay, trơ mắt nhìn qua hồng hoang hỏa kỳ bốn thủ mộ giả bị hào quang màu đen yêu tà kia đánh chết. Lục Lâm Thiên, tới phiên ngươi. Thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Lâm Thiên, hắn cất bước xuyên qua hư không, với hắn mà nói Lục Lâm Thiên chỉ là người chết mà thôi. Nhanh bảo vệ lão cửu, đây là sư phụ an bài. Đám người hư thiên thánh cô, Lục Doanh, Nhược Linh thánh nữ, Hoàng Phủ Minh Long, Đạm Niệm, Tử Vi thần nữ cùng lao tới trước. Thiên Long bí pháp. Hoàng Phủ Minh Long mở to hai mắt, khí thế bá đạo, bế nghĩa thiên hạ và long ngâm vang vọng, hai hư ảnh thiên long xuất hiện bay ra ngoài, đậu lên vai Hoàng Phủ Minh Long, uy áp trần nsiota ép nhân tâm. Tử Vi tinh đấu. Tử Vi thần nữ điểm vào không gian, hư không xuất hiện lưu quang, trên bầu trời xuất hiện trời sao sáng ngời, uy áp không ngừng bộc phát. Càn khôn thiên địa. Đạm Niệm phất tay, trong không gian xuất hiện vòng xoáy, một đạo khí tức man hoang sinh ra, trong động sâu tỏa ra uy áp đáng sợ. Hư thiên thánh cô, Nhược Linh thánh nữ, Hậu Khánh Lâm, lão ảnh bốn người đều phát động tuyệt chiêu của mình, muốn ra tay giải cứu Lục Lâm Thiên. Thân ảnh già nua của thần linh thiên cơ bay tới, trong vẻ nghi hoặc của mọi người, hắn kết thủ ấn, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện đồ án chí tôn điện. Là điện chủ, đó là điện chủ. Mạc Trường Lăng, Thao Thiết, Đào Ngột, Thiên Tý Tu La nữ ngạc nhiên, tuy chí tôn điện tồn tại trong vô số năm qua, nhưng mỗi một lần gặp mặt điện chủ đều không thể nhìn gần, linh hồn bị bố trí thủ đoạn, bọn họ không biết bị điện chủ khống chế. Chí tôn điện nghe lệnh, gợi yêu ta ết đám người hư thiên thánh cô, Nhược Linh thánh nữ, Hậu Khánh Lâm, không tha một ai. Thần linh thiên cơ quát, tiếng quát vang lên, Mạc Trường Lăng, Đào Ngột, Thao Thiết không dám do dự,
lập tức lao thẳng về phía Hậu Khánh Lâm, hư thiên thánh cô. Thiên La Minh ra tay đi, 3000 đại thế giới sẽ nằm trong tay Thiên La Minh chúng ta. Thần linh thiên cơ quát lớn lần nữa, lúc này khí tức trên người càng trở nên khủng bố, còn mạnh hơn trước vài lần. Không ngờ thần linh thiên cơ vẫn ẩn giấu thực lực, căn bản không có dùng toàn lực, đến thời điểm này mới toàn lực mà làm, khí tức này còn mạnh hơn đám người hư thiên thánh cô cùng Mạc Trường Lăng không ít. Oanh! Thần linh thiên cơ hóa thành thần linh chân thân đứng trong hư không, trực tiếp ngăn cản bản thể của Hồng Vũ, lập tức phát động công kích đánh bay Hồng Vũ ra xa. Đám người Ma Đạt Ma, Hỗn Thiên nhìn nhau, hơi do dự, cuối cùng cũng ra tay vây công đám người Hậu Khánh Lâm, hư thiên thánh cô. Lục Lâm Thiên, hôm nay ngươi sẽ không có cơ hội, hỗn độn thiên thế giới không phải ngươi nên có được, một hậu bối còn chưa đủ tư cách này đâu. Thân ảnh thần linh Nhiễm Hồng tiếp cận Lục Lâm Thiên, lúc này hắn nên xưng là thần linh thánh vương mới đúng, hắn không quan tâm tới đại chiến sau lưng. Trong tay thần linh Nhiễm Hồng ngưng tụ vòng xoáy nhanh chóng biến thành một lỗ đen vũ trụ khủng bố. Ngươi chết, hỗn độn thiên thế giới là của ta, nó vốn là của ta. Thần linh thánh vương quát lớn, tiếng quát vừa dứt, lỗ đen đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, giống như muốn hủy diệt thiên địa, năng lượng hủy diệt đáng sợ nhanh chóng bao phủ Lục Lâm Thiên vào trong. Oanh! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nháy mắt hư không chấn động, lỗ đen vũ trụ nhanh như tia chớp lao về phía trước, ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh hãi, hắn muốn thoát ly nhưng lại bị lỗ đen vũ trụ bao phủ. Rầm rầm rầm. Trong vòng xoáy của lỗ đen, khí tức hủy diệt tràn ra, khí tức hủy diệt này có thể tiêu diệt tất cả. Xoẹt. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thúc giục bất diệt La Hán tượng, điện quang lập lòe, thân thể La Hán của hắn bị khí tức hủy diệt của lỗ đen càn quét rạn nứt. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiên. Thân thể đang nứt vỡ, Lục Lâm Thiên hô cửu tự chân ngôn, kết chín thủ ấn, bất động minh vương ấn. Đại Kim Cương Luân Ấn, Ngoại Sư Tử Ấn, Nội Sư Tử Ấn, Ngoại Phược Ấn, Nội Phược Ấn, Chí Quyền Ấn, Nhật Luân Ấn, Bảo Bình Ấn. Lục Lâm Thiên kết xong thủ ấn cuối cùng, thân ảnh đã tương liên với vòng xoáy và lỗ đen, lòng bàn tay có bản quê chữ vạn xuất hiện. Ầm ầm, hào quang chữ vạn tỏa ra chung quanh, khí tức man hoang tràn ngập các nơi, năng lượng bao phủ mọi nơi, thiên uy xuyên thấu hư không, làm cho sinh linh bắt đầu phủ phục, ngăn cản công kích của thần linh thánh vương. Hào quang chữ vạn bộc phát ra khí tức diệt thế đáng sợ. Vận dụng thế giới chi lực sao, đáng tiếc ngươi còn kém Đông Hoàng Thái Huyền quá xa, múa rìu qua mắt thợ. Thần linh thánh vương cười nhạt, hắn ngưng kết thủ ấn, hoàn toàn kết ra chín thủ ấn giống như đúc của Lục Lâm Thiên, quát. Đàn, giới, tiến, thiên, địa, thủy, hỏa, phong, không. Thời điểm thủ ấn và chân ngôn vang lên, bỗng dưng cả hư không chấn động rất mạnh. Bên ngoài thương khung bí cảnh, cả bao la thương khung chiến trường rung động kịch liệt, trong nháy mắt thiên địa dị tượng, núi sông nổ vang. Thần linh thánh vương lúc này thúc giục thủ ấn và chân ngôn còn mạnh hơn Lục Lâm Thiên không ít, hào quang chữ vạn của hắn xuyên qua thời không, trực tiếp đánh vào hào quang chữ vạn ngưng kết trước mặt Lục Lâm Thiên. Trong ánh mắt của nhiều người, hai hào quang chữ vạn va chạm vào nhau, giống như hai thế giới va chạm với nhau, lực lượng hủy diệt làm linh hồn mọi người nơi đây chấn động dữ dội. Thiên uy bùng phát ngập trời, năng lượng đáng sợ lan ra các hướng phá hủy mọi thứ, sau đó cả phiến hư không hóa thành lỗ đen vũ trụ, lỗ đen này muốn thôn phệ toàn bộ mộ địa chúng thần. Rằng qua một lát, bàn quay chữ vạn do Lục Lâm Thiên dùng thế giới chi lực ngưng tụ thành tan tác, cuối cùng vẫn không thể sánh bằng thần linh thánh vương, bàn quay chữ vạn tiêu tán trong hư không. Xoẹt! Ngay sau đó lực trùng kích khi bàn quay chữ vạn nổ tung đánh lên thân thể Lục Lâm Thiên. Lực lượng này trực tiếp thôn phệ thân thể bất diệt La Hán tượng của hắn vào bên trong. Rầm rầm. Trong thế giới linh vũ xa xôi, giờ phút này cả đại lục linh vũ gió nổi mây phun, sơn mạch bắt đầu điều hưu, núi sông khô cạn, năng lượng thiên địa yếu bớt, giống như lão nhân tuổi xế chiều, hoàn toàn tương tự cảnh tượng mấy ngàn năm trước. Rầm rầm rầm. Lúc này trên không trung có tiếng sấm sét nổ vang, đám người hư thiên thánh cô, lão ảnh, Hậu Khánh Lâm bị đánh bay ra xa. Thái Hư Tôn Tổ, Lục Ngô đã sớm gia nhập vòng chiến, nhưng giờ phút này Chí Tôn Điện và Thiên La Minh cộng đồng liên thủ, cho nên bọn họ lâm vào hoàn cảnh xấu, không thể xoay chuyển càn khôn. Quá non, cuối cùng vẫn không có tác dụng, chết đi. Thần Linh Thánh Vương quát lớn một tiếng,
khí tức bắt đầu khởi động, khí tức hủy diệt rung động tâm thần sinh ra, khí tức hủy diệt này có thể tiêu diệt mọi thứ cản trở đường nó đi. Thần linh thánh vương, động tới đệ tử bản thánh, ngươi chán sống rồi. Nhưng vào lúc này trong mộ địa chúng thần, một tiếng quát như sấm sét truyền ra, chấn nhân tâm hồn, nghe được tiếng quát này, đám người hư thiên thánh cô, hậu khánh lâm, lão ảnh run lên, vô cùng giật mình. Oanh! Cửa vào mộ địa chúng thần yên tĩnh có 9 tiếng lôi điện nổ vang, một quyền đánh thẳng vào người thần linh thánh vương, một quyền này xuyên qua hư không, lăng lệ ác liệt, khí thế hủy diệt tất cả. Đối mặt với khí thế này, cho dù là thần linh thánh vương hiện tại bày ra thực lực không ai ngăn cản nổi, cái đối mặt với khí thế này đám người Mạc Trường Lăng, Hỗn Thiên cũng run sợ, nếu bọn họ bị ảnh hưởng, bảo đảm hài cốt không còn. Lực lượng này căn bản không phải thánh hồng cảnh có thể đỡ upsilon.ng vào. Năng lượng khuếch tán, ngay cả thánh hồng cảnh cũng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đế Phách Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, các ngươi không đấu lại ta, ha ha, các ngươi vẫn thua ta, chân thân của bản thánh vẫn tồn tại, ngươi cuối cùng vẫn kém một bước, hỗn độn thiên thế giới, cuối cùng không thể rơi vào tay của ngươi. Nhìn một quyền diệt thế đánh tới, trong mộ địa chúng thần lại có tiếng quát vang vọng thiên địa. Tiếng gầm truyền ra, trong mộ địa chúng thần có một đạo năng lượng sáng ngời bay ra. Làm cho trời xanh rung chuyển, thanh thế kinh hãi thiên địa, hóa thành một đạo hào quang đáng sợ. Oanh! Một quyền diệt thế này va chạm với hào quang đáng sợ kia, năng lượng bắn ra hào quang chói mắt, từng đạo năng lượng rung chuyển hư không, lực lượng hủy diệt càn quét mọi thứ, trong hư không không ngừng xuất hiện lỗ đen khủng cây S.I.O.T.A.F. Oanh! Cùng một thời gian, thần linh thánh vương đánh ra một đạo thủ ấn rơi vào thân thể Lục Lâm Thiên, giống như thần linh tinh lọc vạn vật. Thân thể không thể tan vỡ của Lục Lâm Thiên nứt vỡ như lột trứng gà, ngay cả máu huyết và ngũ tạng xương cốt đều biến thành hư vô, trong cơ thể chỉ còn một đám linh khí và hào quang chữ vạn là không bị phá hủy. Cửu sư đệ, sư phụ, trưởng môn, từng tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên, trơ mắt nhìn thân thể Lục Lâm Thiên hóa thành huyết vụ, bọn họ không ai có thể giúp được gì, tất cả mọi người vào lúc này vô cùng bi thống. Còn có linh hồn phân thân ở trong thời gian linh khí. Cùng nhau tan thành mây khói đi, ngươi triệt để chết đi ta sẽ chiếm được hỗn độn thiên thế giới. Thần linh thánh vương không chậm chút nào, cái này cùng lúc ánh mắt tập trung vào thiên trụ giới trong đám linh khí của Lục Lâm Thiên, hắn đánh ra một chảo vặn vẹo hư không, không gian bị một chảo này bóp vỡ, muốn đánh nát thiên trụ giới, hủy diệt linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. Ken két, chung quanh thiên trụ giới có truy phong chiến thiên cung, thanh trụ hư không rực, thúc hồn diệt phách trùy bị dư âm của một chảo này lan trúng. Khí linh kêu thảm thiết, không cách nào thoát khỏi phạm vi bao phủ của một chảo này. Cút! Tiếng quát bá đạo vang lên, một đạo khí thức cổ xưa lan ra, không gian trước mặt thần linh thánh vương sinh ra chấn động, lập tức xuất hiện một thân ảnh gầy gò, hư không chấn động, một chảo này phá hủy sinh cơ, chảo kình diệt tuyệt thế gian. Thân ảnh cao gầy xuất hiện, tóc dài xõa vai, trường bào không gió tự bay, phiêu giật tiêu sái, khí thức cổ xưa bao phủ hư không, ánh mắt như trăng sáng. Là tồn tại vững như bàn thạch, không thể dung chuyển. Xuy. Lúc thân ảnh cao gầy bất phàm này xuất hiện, trong mộ địa chúng thần có thân ảnh lao ra, nhanh như tia chớp lao tới bắt lấy hào quang chữ vạn của Lục Lâm Thiên. Thần linh thánh vương, hỗn độn thiên thế giới không phải ngươi có thể có được, năm đó ngươi làm không được, hiện tại cũng làm không được. Thân ảnh cao gầy nói với thân ảnh đang cướp đoạt hào quang chữ vạn của Lục Lâm Thiên. Lập tức hai người giao thủ. Năng lượng khủng cây S.I.O.T.A.F. bùng nổ, hư không tan vỡ khó khôi phục. Xuy xuy. Hai thân ảnh này cùng xuất hiện trên trời cao, hào quang thần thánh bao phủ thân thể uy nghiêm kia, trên gương mặt tuấn lãng đầy hàn ý. Thân ảnh khác xuất hiện, cuồng phong càn quét hư không, trên gương mặt già nua mỉm cười, làm người ta cảm giác hòa ái, lúc này ánh mắt còn mang theo vài phần uy nghiêm, không ai có thể khinh thường. Đám lão giả già nua trong hóa hồng cảnh nhìn qua bầu trời. Tuy không thể nhìn trộm nhưng vẫn có thể quan sát khí thế. Sau đó trong cửa ra vào mộ địa chúng thần có ba thân ảnh lao ra, cả hư không đông cứng lại, tất cả thánh hồng cảnh dừng giao thủ lại, lập tức quỳ xuống, bọn họ đầy sợ hãi, đối diện với những người này, bọn họ chỉ là con sâu cái kiến. Xuy, thiên trụ giới bị thân ảnh cao gầy thu lại, trường bào phần phật, khí thế bá đạo và ánh mắt như sao trời ngưng trọng. Xuy. Thiên trụ giới rơi vào trong tay thân ảnh cao gầy, trường bào phần phật, khí thế bá đạo bùng phát. Cách đó không xa tử lôi huyền đỉnh cũng bị người này thu vào trong tay,
không người nào có thể thu phục Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc rơi vào trong tay của thân ảnh cao gầy này lại không thấy chống cự. Đệ tử bái kiến sư phụ. Hư Thiên Thánh Cô, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm, Hoàng Phủ Minh Long, Đạm Niệm, Tử Vi Thần Nữ, Nhược Linh Thánh Nữ bảy người rung động nhìn qua thân ảnh cao gầy này, lúc này lệ nóng doanh tròng, lập tức lăng không hành lễ, bởi vì thân ảnh cao gầy bá đạo này chính là Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Bái kiến chủ nhân. Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn đều quỳ xuống. Lão Tổ, là Lão Tổ trở về, Lão Tổ còn sống. Phong Hành Thiên Chủ nhìn lão giả già nua đầy bá đạo kia, nước mắt kích động tuôn đầy mặt, thân ảnh bá đạo này chính là Phong Gia Lão Tổ, khống chế cả thế giới Thượng Thanh, dung hợp hỗn độn chi nguyên của thế giới Thượng Thanh, Phong Gia Lão Tổ. Thánh Tổ chân thân hàng lâm, bái kiến Thánh Tổ. Trong đội ngũ thần linh tộc, thần linh thiên cơ, thần linh phạt thiên nhìn thấy đạo thân ảnh vừa xuất hiện kia, từng người quỳ xuống, chân thân thần linh thánh vương, tổ tiên thần linh tộc, đó là tồn tại cường đại nhất thần linh tộc, cũng là một trong những người cường đại nhất thiên địa, đã mất tích vô số năm, bây giờ lại hàng lâm thiên địa. Ầm ầm. Giờ phút này, 3000 đại thế giới rung chuyển, 3000 đại thế giới đại địa nổ vang, lôi đình trận trận, thiên địa dị tượng, hàng tỷ sinh linh phủ phục, vạn vật rung động. Ha 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 ha. Bị nhốt lâu như vậy, rốt cục đi ra. Khặc khặc, đi ra, rốt cục có thể đi ra. Nơi này rốt cuộc vẫn không giam được chúng ta, đi ra rồi. Trong lối vào mộ địa chúng thần không ngừng có thân ảnh lao ra ngoài, khí tức vô cùng khủng bố. Là lão tổ còn sống. Lão tổ quả nhiên còn sống, đó là lão tổ hiện thân. Từng thân ảnh mang theo khí tức chấn động mênh mông. Không hề nghi ngờ đều là cường giả viễn cổ khủng bố, rất nhiều thân ảnh già nua ở chung quanh nhìn thấy những người này, lập tức đám người bắt đầu xôi trào, từng người tiến lên hành lễ. Ầm ầm, đột ngột hư không nổ vang, mộ địa chúng thần khổng lồ tan vỡ, không gian nứt vỡ rất nhanh, tiếng nổ như sấm sét. Rầm rầm, trong không gian xuất hiện dấu dạn nứt như mạng nhện. Nơi phòng ấn sắp nghiền nát, cả thương khung bí cảnh sẽ sụp đổ hủy hoại trong chốc lát. Nhanh rời khỏi nơi đây. Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên nhìn qua hư không, sau đó phất tay xé rách hư không, lúc này nói với đám người Hậu Khánh Lâm, Hư Thiên Thánh Cô, Lão Ảnh. Tất cả ngươi rời khỏi đây. Ta không đi, sư phụ chết rồi, ta không đi. Ca ca vẫn lạc, ta cũng không đi, ta muốn tính sổ với hỗn đản kia. Hồng Vũ, Lục Tâm Đồng, Thái A đều vô cùng đau khổ. Đi, đi mau. Hậu Khánh Lâm nói với người sau lưng, sau đó nhìn Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên nói. Sư phụ, cửu sư đệ hắn. Việc này sẽ nói sau, thực lực các ngươi và bọn họ không thể làm được gì, thương khung bí cảnh sẽ không tồn tại nữa. Đế Phách Thiên nói. Tất cả mọi người nhanh rời khỏi. Từng thân ảnh già nua rời khỏi mộ địa chúng thần, lúc này đều xé rách không gian rời khỏi thương khung bí cảnh. Đi ra ngoài nói tiếp. Việc này đã không phải chúng ta có thể nhúng tay vào. Hồng Vũ, Lục Tâm Đồng, Thái A cũng bị đám người Lão Ảnh cưỡng ép mang ra ngoài. Ầm ầm. Sau một lát mộ địa chúng thần tan vỡ toàn bộ, không gian loạn lưu rậm rạp, lỗ đen vũ trụ xuất hiện thôn vệ vạn vật. Ầm ầm. Sơn mạch, đại địa, biển cả, núi cao vực sâu trong thương khung bí cảnh đều bị lỗ đen thôn vệ, tất cả hóa thành hư vô. Trong thương khung bí cảnh có không ít hóa hồng cảnh hoảng hốt chạy ra ngoài, kinh hãi chạy trốn, nhưng cuối cùng đều không thoát khỏi một kiếp, lập tức bị lỗ đen thôn vệ sạch sẽ. Trời xanh rung chuyển, cửu thiên rung động kịch, thiên địa sụp đổ, hủy diệt không ngừng xuất hiện, thánh hồng cảnh bị lan tới gần cũng tan thành mây khói. Cả thương khung bí cảnh bị hủy diệt giống như đại thế giới bị hủy diệt trong hư không, từ nay về sau, trong thiên địa đã không còn thương khung bí cảnh. Đế Phách Thiên Đông Hoàng Thái Huyền không còn tồn tại, không có Đông Hoàng Thái Huyền, các ngươi chuẩn bị hậu chiêu cũng vô dụng, cũng không thể vận dụng hỗn độn thiên thế giới. Mà ta luân hồi thức tỉnh, trải qua các kiếp, đã bắt đầu đỡ upsilon.ng chạm tử mông, ngươi không thể làm gì được ta, trăm năm sau, hỗn độn thiên thế giới sẽ thuộc về ta. Thần linh thánh vương quát lớn, thân ảnh của hắn được bao vây trong hào quang bay đi, khí tức viễn cổ trên người hắn rung chuyển trời cao. Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên đạp không đứng chắp tay sau lưng, tay phải cầm thiên trụ giới, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Không nghĩ tới thần linh thánh vương lại bố trí hậu chiêu này, một đạo thần niệm luân hồi chuyển thế, chuyện này rất khó thành công,
huống chi nếu thất bại thực lực đại tổn không tính, đạo hạnh khó mà tiến thêm, nếu thành công sẽ có chỗ tốt cực lớn. Phong gia lão tổ đến bên cạnh Đế Phách Thiên, khí thức cổ xưa lan tỏa, nói. Thời gian trăm năm, chúng ta chỉ có thời gian trăm năm, lúc này không có Đông Hoàng Thái Huyền, chúng ta an bài cũng đã thất bại. Trường Bào phần phật, nghe vậy, Đế Phách Thiên nhìn thiên trụ giới, tay áo run lên, thu thiên trụ giới vào trong ngực, nói với Phong gia lão tổ. Thần linh thánh vương luân hồi chuyển thế thức tỉnh, cả hai hợp hai làm một, tăng thêm thời gian khôi phục cũng chỉ trăm năm. 100 năm này chúng ta cần khôi phục, toàn lực khôi phục, thần linh thánh vương một lòng muốn đạt được hỗn độn thiên thế giới, hiện tại thần niệm luân hồi xuất hiện, càng chiếm được thiên thời địa lợi, lần hạo kiếp này cũng chỉ có chúng ta mới có thể ngăn cản. Thánh tôn, cũng chỉ có ngươi ngăn cản thần linh thánh vương mà thôi, chúng ta cuối cùng vẫn kém một bậc. Không ít thân ảnh già nua đến trước mặt Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên, bất luận thân ảnh nào cũng rất mạnh. Dưới năng lượng hủy diệt, Lục Lâm Thiên cảm giác thân thể chính mình đã nứt vỡ từng khúc, hóa thành hư vô, linh hồn tách ra khỏi thân thể, khí tức tử vong lan tràn, vào thời khắc cuối cùng có một tiếng nói quen thuộc, nghe được tiếng nói này, Lục Lâm Thiên nghĩ đến sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên. Lục Lâm Thiên cảm giác linh hồn đau đớn, linh hồn bắt đầu bị phá hủy nghiền nát, lúc này đã không có đao thuốc phòng ngự, linh hồn của mình khó chống cự, cuối cùng bị đau đớn làm mất đi chi giác. Cũng không biết qua bao lâu, lúc Lục Lâm Thiên khôi phục một đám ý thức của hắn xuất hiện trong sơn mạch khôn cùng, hình ảnh huyết tinh diễn ra, một bóng lưng hùng vĩ cầm đại đao màu vàng đứng trên núi thây biển máu. Trên trời phong vân biến sắc, quỷ khóc thần gào, huyết tinh tràn ngập, sát khí trùng thiên, máu chảy thành sông. Khí tức cổ xưa lan tỏa, man hoang thương cổ, làm cho Lục Lâm Thiên cảm giác mình như con kiến nhỏ bé, sát khí huyết tinh làm hắn rung động. Lục Lâm Thiên nhìn thấy hình ảnh càng rõ ràng, bóng lưng hùng vĩ kia từ từ xoay lại. Bóng dáng hùng vĩ như thiên thần, khí thế như thái cổ cự thú, khí tức chấn động rất mạnh, đều tác động đến thiên địa và thời gian, uy áp thẩm thấu thiên địa, đại đao màu vàng trong tay tỏa ra uy thế ngập trời, đao mang xuất ra có thể chém vỡ trời cao. Đao thúc, người này chính là chủ nhân của đao thúc sao? Lục Lâm Thiên cẩn thận nhìn nhìn, đại đao kia chính là linh hồn thổ phỉ đao thúc. Ngao ngao, giống giống, chung quanh thân ảnh to lớn kia, long ngâm hổ gầm tước kêu quy minh, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thú đang vần quanh, bốn thú ảnh xoay quanh núi cao, năng lượng chấn động khủng cây S.I.O.T.A.F, ẩn chứa hủy diệt, phụ trợ khí thế ngập trời của thân ảnh cao lớn kia. Chung quanh sơn mạch là thây chất cao như núi, vô số sinh linh hùng vĩ chồng chất lên, vô số minh linh chân thân đứng vững, ánh mắt âm hàn và sợ hãi. Thần linh thánh vương, người muốn nghịch thiên. Thân ảnh hùng vĩ nhìn qua thần linh chân thân đứng trước đám người, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, khí thế không kém gì thần linh chân thân bên kia, trên người còn mang theo khí thế đường hoàng và bá đạo. Đông Hoàng Thái Huyền, ta chỉ nghịch ngươi, ngươi có tư cách gì đứng trên đầu chúng ta? Thần linh chân thân khổng lồ quát lớn, thần sắc ung dung tự đắc như không có gì. Nghịch ta chính là nghịch thiên, ta chính là thiên. Thân ảnh hùng vĩ hét lớn, nâng đại đao trong tay lên cao. Sát khí bùng nổ. Ngươi chính là thiên, nhưng thiên lại không phải ngươi, diệt ngươi, từ nay về sau ta chính là thiên. Thần linh chân thân quát. Kẻ nghịch ta, vong. Thân ảnh hùng vĩ quát lên như sấm, hai mắt mở to, đại đao màu vàng quét qua, sát khí đầy trời, khí thế khủng bố. Xoẹt. Một đao này phá vỡ bầu trời, mấy đạo thân hình khổng lồ chung quanh bị chém nát, thân thể hoặc bị đánh bay, hoặc bị chém thành hai đoạn. Thân ảnh hùng vĩ như thiên thần, chung quanh thân thể có lôi điện vần quanh, cầm đại đao màu vàng trong tay, từng bước vượt qua hư không, quát. Nghịch ta là nghịch thiên, gờ yêu ta ết không tha. Xoẹt. Đại đao màu vàng trong tay bổ ra, mỗi lần bổ ra đều có rất nhiều cường giả vẫn lạc, bất luận cường giả viễn cổ nào, thực lực thấp nhất là thánh hồng cảnh, nhưng lúc này lại chết như con sâu cái kiến. Đại đao màu vàng chính là chí tôn trong binh khí. Một người một đao đại sát tứ phương, sát khí ngập trời, hung uy cái thế. A hát, tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, vô số sinh linh viễn cổ ngã xuống dưới sát phạt này, núi thây biển máu càng ngày càng nhiều. Đôi mắt thân ảnh thần linh chân thân ngưng trọng, hét lớn một tiếng. Tất cả thế giới chi chủ vận dụng thế giới chi lực, diệt sát Đông Hoàng Thái Huyền. Xoẹt, mấy ngàn thân ảnh nhảy ra, ngưng kết từng thủ ấn, khí tức man hoang tỏa ra.
cuối cùng hội tụ thành hào quang chữ vạn. Vào lúc này thế giới chi lực của 3.000 đại thế giới ngưng tụ, từng ngôi sao rơi rụng, cảnh tượng giống như tận thế. Sát! Thần linh chân thân hét lớn, hắn cũng lao thẳng về phía thân ảnh lăng lệ kia. Rất nhiều thế giới chi lực giáng xuống, đối mặt với thế công khủng gây ết yêu ta ép này, vô số ngôi sao rơi xuống, rốt cuộc đại đao màu vàng khó trèo trống, đao mang nghiền nát, hào quang ảm đạm, thân đao có dấu rạn nứt, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Đông Hoàng, ta không thể lại theo ngươi chinh chiến thiên hạ. Trong cây đao màu vàng có âm thanh tiếc nuối vang lên. Hảo huynh đệ, ngươi đã hết sức, một ngày nào đó ngươi sẽ bộc lộ phong thái của mình. Ánh mắt thân ảnh hùng vĩ xúc động, cố nén nước mắt, hắn phất tay ném đại đao vào sâu trong hư không. Ầm ầm, thiên hôn địa ám, vũ trụ ngân hà trụy lạc, tất cả đều bao phủ lấy hắn, cho tới khi tận diệt hắn thành cho bụi. Bất tử bất diệt thiên thần thể. Thân ảnh hùng vĩ hét lớn, thân ảnh đột nhiên bay lên cao, hóa thành thân thể viễn cổ to lớn, thân ảnh kết nối thiên địa, khí tức mênh mông bao phủ ngập trời, lôi đình lóe sáng bao phủ thiên địa, không ngờ có thể chống lại mấy ngàn thế giới chi lực. Rầm rầm rầm. Thân ảnh hùng vĩ dựa vào bất tử bất diệt thiên thần thể ngăn cản ngôi sao nổ tung, không ít thế giới chi chủ phun máu tươi, bị trọng thương, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Các ngươi nghịch ta là nghịch thiên, gặp trời phạt. Thân ảnh hùng vĩ hét lớn, trên 9 tầng trời, lập tức lôi đình vang vọng, từng tiếng sấm sét vang lên. Ầm ầm. Thiên lôi diệt thế, đây là lực lượng thiên đạo, một đạo lôi đình có thể diệt sát mọi thứ. Các thế giới chi chủ lúc này vô cùng gây ết yêu ta ép sợ, Đông Hoàng Thái Huyền quá kinh khủng, dựa vào thực lực một người đối kháng 3.000 thế giới chi chủ, vận dụng thiên đạo chi lực, đây là cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Thần linh chân thân đứng vững trên trời cao, nhìn qua thân ảnh kết nối thiên địa, hào quang thần thánh tỏa ra, quát. Đế Phách Thiên, lúc này ngươi còn không ra tay thì chờ tới khi nào, chỉ có ta và ngươi liên thủ với có thể diệt sát Đông Hoàng Thái Huyền. Ầm ầm. Lúc thần linh chân thân nói ra, trời xanh nổ vang, một thân ảnh cao gầy vô cùng bá đạo đi ra, trên người tỏa ra kim quang sáng ngời, kim quang bao phủ trời cao. Lâm, binh, đấu, người, giai, trận, liệt, tại, tiến. Thân ảnh cao gầy xuất hiện, ngừng kết chín thủ ấn, trong miệng lẩm bẩm cửu tự chân ngôn, cuối cùng hóa thành một đạo kim mang hình chữ vạn bay ra ngoài, khí tức man hoang thương cổ rất đậm. Chu ma. Thân ảnh cao gầy đạp lên ngôi sao hô lớn, ánh mắt bắn ra thần quang, thúc giục thế giới chi lực, lúc này công kích thẳng vào bất tử bất diệt thiên thần thể, nhưng lúc này hóa thành hai cự long màu vàng quỷ dị, lập tức bay thẳng vào người thần linh chân thân kia. Ngao ngao! Thần long gào thét, lúc thần linh chân thân kinh hãi, trực tiếp đỡ upsilon.ng vào ứng phó không kịp. Động thủ! Lão giả cao gầy hét lớn một tiếng, hắn thúc giục thế giới chi lực quay lại đối phó thần linh chân thân. Đế Phách Thiên, ngươi lại âm thần liên thủ với Đông Hoàng Thái Huyền, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Năng lượng lui tán, thần linh chân thân tái hiện, thân thể cực kỳ chật vật. Thân ảnh cao gầy nói. Thần linh Thánh Vương, ngươi muốn đạt được hỗn độn thiên thế giới, kế tiếp sẽ là hỗn độn nhân giới, những năm gần đây chiến đấu liên tục, sinh linh đổ thán, lũ lụt hoành hành tới nơi. Khặc 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 khặc, thần linh chân thân cười lạnh, gào thét. Đế Phách Thiên. Ngươi có tư cách gì mà nói ta, ngươi cũng như ta, thậm chí chúng ta đều muốn nhảy ra khỏi cái L sao IG giam này, chỉ có diệt sát Đông Hoàng Thái Huyền, chúng ta mới có cơ hội rời đi, về phần những con sâu cái kiến kia, chết bao nhiêu cũng được, vật đua trời lựa, mạnh được yếu thua, đây là thiên đạo, cũng là bản chất của nó. Thân ảnh cao gầy nhìn thần linh chân thân, nói. Thần linh Thánh Vương, ngươi đã không thể quay đầu lại, chỉ cần ngăn cản ngươi là có thể giải hạo kiếp này. Khặc khặc, ngăn cản ta, Đế Phách Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, các ngươi thực cho rằng có thể ngăn cản ta sao, các ngươi liên thủ thì làm sao, thế nhưng mà đừng quên, ba người chúng ta không ai chính thức làm gì được ai. Thần linh chân thân người gầm lên mà nói. Đúng thế, chúng ta không cách nào diệt sát ngươi, nhưng có thể phong ấn ngươi, hạo kiếp sẽ chấm dứt, nếu không thế gian này sẽ bị ngươi hủy diệt, thiên đạo vô tình, đại công vô tư, thiên đạo đại yêu, bảo hộ chúng sinh. Hạo kiếp hôm nay sẽ chấm dứt. Thân ảnh bất tử bất diệt thiên thần thể nhìn thần linh chân thân, quát lớn. Linh, tiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiên. Ầm ầm. Bất tử bất diệt thiên thần thể bước ra, một bước bước vào hư không, đại địa nổ vang,
khe hở như vực sâu xuất hiện, thân thể khổng lồ không thể ngăn cản, thiên uy cái thế, sau lưng thiên lôi vang vọng, gió nổi mây phun. Đông Hoàng Thái Huyền, người muốn phong ấn chúng ta, làm như vậy, người cũng sẽ triệt để biến mất trong thiên địa. Thần linh chân thân ngưng trọng và lo lắng, thiên uy kinh khủng đang áp thẳng vào người khác. Thiên đạo vô tình, đại công vô tư, thiên đạo đại yêu, bảo hộ chúng sinh, ta diệt thì có là gì? Bất tử bất diệt thiên thần thể hét lớn, hào quang chữ vạn chiếu sáng hư không. Đông Hoàng Thái Huyền sắp phong ấn, chạy mau. Một đám thế giới chi chủ và cường giả viễn cổ còn sót lại trốn đi. Đông Hoàng Thái Huyền, ngươi nằm mơ, ngươi làm không được, ngươi có thể phong ấn thế giới chi chủ khác, nhưng không thể phong ấn ta. Thần linh chân thân gầm lên, hào quang thần thánh tỏa ra, hiển nhiên cũng không sợ. Thần linh thánh vương, tăng thêm ta, phong ấn ngươi đầy đủ, trận đại kiếp nạn này tiếp tục như vậy, cũng nên chấm dứt lời. Thân ảnh cao gầy quát lớn, từng thủ ấn huyền ảo xuất hiện, khí tức bá đạo cổ xưa bùng phát. Ngao ngao, giống giống, long ngâm hổ gầm tước kêu quy minh, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn thú ngẩng đầu gào thét, cuối cùng hóa thành cánh cửa không gian cực lớn. Dùng thiên đạo chi lực, phong ấn. Bất tử bất diệt thiên thần thể hét lớn, khí thế ngập trời, toàn thân đắm chìm trong lôi đình vô tận, hào quang chữ vạn hóa thành thần quang, linh tiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiền chín chữ xoay quanh đồ án, những nơi đi qua đều trói buộc những cường giả và thế giới chi chủ. A hát, thần quang tỏa ra, linh hồn thần thức của Lục Lâm Thiên đau đớn, như sắp hủy diệt. Ngươi rốt cục đến rồi. Vào lúc này có một tiếng nói vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Đây là nơi nào? Linh hồn Lục Lâm Thiên nhìn qua hư không, ngân hà tỏa ra hào quang sáng ngời, sâu trong ngân hà tử khí mờ mịt, trong hỗn độn sinh ra giọng nói kia, Lục Lâm Thiên có cảm giác quen thuộc, lúc trước chính mình chân lý niết bàn dẫn động thiên lôi, cũng chính âm thanh này từng xuất hiện. Đây là không gian ta lưu lại cho ngươi, chính là sợ có ngày đi tới bước này. Giọng nói uy nghiêm vang lên. Lập tức một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, thân ảnh này đầy uy nghiêm và cao lớn. Nhìn thấy thân ảnh hư ảo này, đột nhiên linh hồn Lục Lâm Thiên run lên, người này chính là người cầm đại đao màu vàng, đổ sát vô số viễn cổ đại năng kia. Đối mặt với thân ảnh này, Lục Lâm Thiên cảm giác mình không thể quan sát rõ ràng, trong lúc mơ hồ Lục Lâm Thiên lại có thể cảm giác được, bản thân mình có không ít liên quan tới người này. Tiền bối, ngươi là... Ánh mắt Lục Lâm Thiên cung kính, người này là tồn tại đỉnh phong giữa thiên địa, sâu trong linh hồn, Lục Lâm Thiên biết rõ đại khái thân phận của hắn. Thân ảnh hùng vĩ nhìn qua Lục Lâm Thiên, lẳng lặng đứng đó, nói. Bản thánh Đông Hoàng Thái Huyền, là tiền nhiệm trưởng khống giả hỗn độn thiên thế giới. Bái kiến tiền bối. Tuy Lục Lâm Thiên đã sớm đoán ra lai lịch của người này, nhưng giờ phút này nghe xong cảm thấy linh hồn chấn động. Không cần đa lễ. Vừa rồi thần thức của ngươi nhìn thấy đại chiến. Đông Hoàng Thái Huyền hỏi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, trong mắt đầy kính sợ, Đông Hoàng Thái Huyền hy sinh mình, phong ấn thần linh thánh vương, chấm dứt một hồi đại kiếp nạn, loại lòng dạ và khí phách này làm người ta xem mà đủ. Ngươi đã nhìn thấy, cũng không cần ta nhiều lời. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên gật đầu, Đông Hoàng Thái Huyền nhìn thẳng, nói với Lục Lâm Thiên. Vũ trụ hỗn độn, thiên địa sơ khai. Thời gian lưu ly, không gian bất định, thẳng đến khi có một ngày, hỗn độn khai mở, vũ trụ sinh, nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, thổ thủy hỏa phong xuất hiện, thời gian có trật tự, không gian tìm được vị trí, vũ trụ ổn, thời không cố, thời gian dài dằng dặc trôi qua, vật đổi sao rời, vô số năm tháng qua đi. Nói xong, đột nhiên Đông Hoàng Thái Huyền dừng lại, hỏi Lục Lâm Thiên. Ngươi cũng đã biết sau này xuất hiện chuyện gì chứ? Lục Lâm Thiên nói. Hỗn độn sơ khai, vũ trụ tạo ra, thời gian dài đằng đẵng, thiên địa mênh mông xuất hiện nhiều thế giới, tục truyền ban đầu có 3.000 đại thế giới, 3.000 thế giới này hình thành vũ trụ. Ai, sinh linh thế gian cho rằng thời điểm thiên địa sơ khai có 3.000 thế giới hỗn độn, cũng khó trách, các ngươi tự nhiên là không biết. Đông Hoàng Thái Huyền than thở, lắc đầu, sau đó nhìn qua Lục Lâm Thiên nói ra. Sau hỗn độn sơ khai xuất hiện không phải là 3.000 thế giới hỗn độn. Mà là 3 thế giới hỗn độn, theo thứ tự là hỗn độn thiên thế giới, hỗn độn địa thế giới, còn có hỗn độn nhân thế giới. Trong 3 thế giới hỗn độn này, hỗn độn thiên thế giới xuất hiện trước nhất, tất cả 3.000 đại thế giới đều dùng hỗn độn thiên thế giới làm chủ. Đông Hoàng tiền bối, nói như vậy,
3000 thế giới hỗn độn, kỳ thật là do hỗn độn thiên thế giới, hỗn độn địa thế giới, hỗn độn nhân thế giới diễn sinh mà ra sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy, cực kỳ cây ết yêu ta ép sợ sau hỏi Đông Hoàng Thái Huyền. Đông Hoàng Thái Huyền tiếp tục lắc lắc đầu, nói. 3000 thế giới hỗn độn đúng thời cơ mà sinh, nhưng chúng đều bị thiên địa nhân 3 thế giới hỗn độn áp chế, lúc trước ta dùng sức một mình áp chế 3000 thế giới hỗn độn, cũng bởi vì hỗn độn thiên thế giới áp chế tất cả thế giới, nếu không cũng không có biện pháp làm gì. Hỗn độn thiên thế giới là do Đông Hoàng tiền bối khống chế, hỗn độn địa thế giới cùng hỗn độn nhân thế giới do ai khống chế? Chẳng lẽ là... Lục Lâm Thiên có chút nhíu mày, 3000 thế giới hỗn độn, xem ra hỗn độn thiên thế giới, hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới mới là mạnh nhất. Có lẽ ngươi đã đoán được, hỗn độn địa thế giới chính là thần linh thánh vương khống chế, hỗn độn nhân thế giới là do sư phụ bát hoang thánh tôn đế phách thiên của ngươi khống chế. Đông Hoàng Thái Huyền nhìn qua Lục Lâm Thiên nói ra. Hỗn độn khai mở, thiên địa sinh, vũ trụ va chạm, ký chấn động rất lớn, thanh khí bay lên là thiên, chọc khí lắng xuống là địa, thần với thiên, thánh đầy đất. 3000 thế giới hỗn độn bắt đầu thai nghén sinh linh, đó là năm tháng gió nổi mây phun, chinh chiến không ngừng, chém gờ yêu ta ết không ngớt, vô số sinh linh vẫn lạc, thẳng đến khi 3000 sinh linh cường hãn nhất trở thành 3000 thế giới hỗn độn. Trọng yếu nhất là 3 sinh linh mạnh nhất khống chế thiên địa nhân 3 thế giới hỗn độn, 3 người này cũng chính là bản thánh, sư phụ ngươi đế phách thiên, còn có thủy tổ thần linh tộc thần linh thánh vương. Lục Lâm Thiên lắng nghe, từ lời Đông Hoàng Thái Huyền nói. Thật khó tưởng tượng vào thời đại viễn cổ đại năng xuất thế thành đàn, đó là năm tháng hỗn loạn, trong năm tháng này xuất hiện rất nhiều nhân vật phong hoa tuyệt đại, cũng thúc đẩy sinh trưởng vô số gợi yêu ta ết chóc và chinh chiến. Đông Hoàng Thái Huyền tiếp tục nói, 3000 thế giới hỗn độn có chủ, bản thánh khống chế hỗn độn thiên thế giới, định trụ 3000 đại thế giới, làm cho thiên địa định vị, mượn thiên đạo ân trạch, vạn linh sinh sôi, vạn tộc xuất hiện, đạt được vô lượng công đức. Cuối cùng thiên tướng vận may dung hợp thiên đạo, từ nay về sau đại biểu thiên đạo khống chế 3000 đại thế giới. Nhưng thần linh thánh vương và sư phụ bát hoang thánh tôn đế phách thiên của ngươi chưa từ bỏ ý định, một lòng muốn nghịch thiên mà đi, muốn đột phá vũ trụ mênh mông này, nhưng lũ chiến lũ bại, mỗi lần bị thiên đạo ngăn cản, cuối cùng bọn họ liên thủ với tất cả thế giới hỗn độn chi chủ, muốn diệt sát ta, diệt sát thiên đạo. Khống chế thiên đạo, Đông Hoàng Thái Huyền thật mạnh. Lục Lâm Thiên nghe vậy, nội tâm cảm thán, Đông Hoàng Thái Huyền mạnh mẽ khủng bố, trong năm tháng cường giả như rừng, Đông Hoàng Thái Huyền mới thật sự là phong hoa tuyệt đại chân chính. Mà sư phó bát hoang thánh tôn đế phách thiên cùng thần linh thánh vương tiến hành diệt sát thiên đạo, cũng là nghịch thiên mà đi, làm cho Lục Lâm Thiên rung động, chỉ là Lục Lâm Thiên nghi hoặc, thần linh thánh vương cùng sư phụ đế phách thiên liên thủ diệt sát thiên đạo, vì sao đằng sau lại là liên thủ với Đông Hoàng Thái Huyền phong ấn thần linh thánh vương? Lục Lâm Thiên nghi hoặc khó hiểu, Đông Hoàng Thái Huyền cũng nhìn ra Lục Lâm Thiên nghi hoặc, nói với Lục Lâm Thiên. Cuối cùng sư phụ đế phách thiên của ngươi không đành lòng nhìn thấy sanh linh đồ thán, cũng biết rõ thần linh thánh vương bụng dạ khó lường, cho nên âm thầm đạt thành nhận thức chung với ta, liên thủ phong ấn thần linh thánh vương. Đương nhiên, ta và sư phụ ngươi liên thủ còn có một ít nguyên nhân, nếu như ngươi đi tới một bước kia, sư phụ ngươi đến lúc đó tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ sợ ngươi cũng khó mà đi tới bước kia. Lúc này thần linh thánh vương đã phá tan phong ấn, không bao lâu nữa sẽ triệt để khôi phục, tăng thêm luân hồi thành công, nhất định sẽ cướp lấy hỗn độn thiên thế giới hợp hai làm một, ngươi còn bị hắn đánh chết một nửa, so sánh ra, sợ rằng đến lúc đó sư phụ ngươi cũng không thể ngăn cản hắn. Khi Đông Hoàng Thái Huyền nói, linh hồn Lục Lâm Thiên chấn động, chính mình rõ ràng đã bị phá hủy, linh hồn cũng triệt để tiêu tán, tại sao hắn xuất hiện ở đây? Đông Hoàng tiền bối, ta rõ ràng đã bị phá hủy, tại sao ở đây? Đông Hoàng Thái Huyền nói. Ngươi dung hợp hỗn độn thiên thế giới chi nguyên, muốn chính thức chu sát ngươi khó khăn cỡ nào, thế giới hỗn độn chi nguyên không cách nào phá hủy, nhưng mà ngươi bị luân hồi chân thân của thần linh thánh vương vận dụng thế giới chi lực đánh tan, bị thương nghiêm trọng, thần linh nhiễm hồng cũng biết không cách nào triệt để đánh chết ngươi, cho nên mới không để ý tất cả đánh ngươi trọng thương trước. Một khi chờ hắn triệt để khôi phục, đến lúc đó muốn triệt để đánh chết ngươi đạt được hỗn độn thiên thế giới cũng không phải không được. Một người có thể dung hợp hai thế giới hỗn độn sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Đông Hoàng Thái Huyền trả lời. Không thể, nhưng mà thần linh thánh vương không giống, hắn luân hồi thức tỉnh thành công, lúc trước hắn bị phong ấn,
một đạo thần niệm bỏ chạy, trở thành át chủ bài của hắn. Bao nhiêu năm qua, hắn cho thần niệm này chuyển thế luân hồi nhiều lần, bất tử bất diệt, dùng luân hồi chi thân dung hợp hỗn độn thiên thế giới, đến lúc đó hội tụ hỗn độn thiên địa thế giới vào một thân. Nếu thật sự có lúc đó, cho dù ta và sư phụ ngươi vào thời kỳ toàn thịnh cũng không thể ngăn cản hắn, huống chi ta đã vẫn lạc. Chỉ còn thần niệm không tiêu tán, sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Đông Hoàng Thái Huyền lại ngưng trọng nói. Nếu ta suy đoán đúng, thần linh Thánh Vương muốn dung hợp hỗn độn thiên thế giới, sau đó dùng hỗn độn thiên địa hai thế giới nghịch thiên mà đi, đối kháng thiên đạo. Đông Hoàng tiền bối, thực không có cách nào ngăn cản thần linh Thánh Vương sao, sư phụ ta cũng không được. Lục Lâm Thiên lo lắng, thần linh Thánh Vương đến cướp lấy thế giới linh vũ, người yêu, người nhà, thân nhân, bằng hữu của hắn trên đại lục linh vũ sẽ rơi vào trong tay thần linh Thánh Vương. Đến lúc đó tình huống Lục Lâm Thiên không cần nghĩ cũng có thể biết rõ. Nếu lúc trước, sư phụ ngươi còn có thể kiềm chế hắn, nhưng bây giờ thần linh Thánh Vương luân hồi chi thân thức tỉnh, cả hai hợp hai làm một, có lẽ có thể có được không ít chỗ tốt, sư phụ ngươi đế phách thiên cũng khó có thể ngăn cản hắn, hắn mà chiếm được hỗn độn thiên thế giới, tất cả sẽ trở thành hạo kiếp diệt thế. Đông Hoàng Thái Huyền nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói, bây giờ còn có cơ hội cuối cùng. Ta và sư phụ đế phách thiên của ngươi lúc trước dự liệu thần linh Thánh Vương sẽ lưu lại hậu chiêu, cho nên cũng an bài một ít phòng bị, ngươi có thể đi tới nơi này, tuy không phải ta và ngươi sư phụ mong muốn, nhưng cũng có tác dụng phòng bị, cũng có huynh đệ chí tôn của ta an bài, thần linh Thánh Vương lúc này nghĩ ngươi lâm vào ngủ say chờ sống lại, bằng không sẽ lập tức tới đây đối phó hỗn độn thiên thế giới. Lục Lâm Thiên nghi hoặc, dường như linh hồn của mình ở đây không thoát khỏi quan hệ với Đông Hoàng Thái Huyền và sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên, ngày hôm nay thậm chí nằm trong dự liệu của sư phụ cùng Đông Hoàng Thái Huyền, lập tức nhớ tới Đao Thúc, Đông Hoàng Thái Huyền nói tới huynh đệ chí tôn chính là Đao Thúc, lập tức hỏi. Đông Hoàng tiền bối, người nói chí tôn chính là Đao Thúc, hắn bây giờ đang ở nơi nào? Đông Hoàng Thái Huyền nói. Hắn hiện tại đang khôi phục, trận chiến lúc trước hắn bị thế giới chi lực đánh nát. Tất cả năng lượng bị phong ấn trong đây, lúc trước huynh đệ chí tôn của ta cũng là sinh linh sinh ra lúc thiên địa sơ khai, bản thể sinh ra trong hỗn độn thanh khí, hắn cường hãn không dưới thế giới hỗn độn chi chủ, bởi vì hắn và ngươi linh hồn tương liên, tăng thêm chí tôn là bá chủ trong linh khí, vì vậy chỉ cần có hắn, linh hồn của ngươi không có việc gì. Nói như vậy, Đao Thúc vẫn khôi phục, có thể một ngày nữa khôi phục đỉnh phong. Lục Lâm Thiên hỏi. Đông Hoàng Thái Huyền nghe vậy, ánh mắt ảm đạm, nói. Đang khôi phục, nhưng không nhất định có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thế giới chi lực không tầm thường, ta và sư phụ ngươi lúc trước bố trí thủ đoạn, đó là lúc thần linh Thánh Vương chủ qua nên khó phát hiện, người bị thần linh Thánh Vương dùng thế giới chi lực đánh trọng thương, cho nên lúc này linh hồn cũng bị thương nghiêm trọng. Dứt lời, Đông Hoàng Thái Huyền tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Giờ phút này ta cũng không cách nào nói kỹ càng với ngươi, thời gian không nhiều. Muốn ngăn cản thần linh Thánh Vương cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần ngươi có thể trước khi thần linh Thánh Vương đối phó hỗn độn thiên thế giới bước vào cảnh giới hư vô, tăng thêm sư phụ ngươi, bao nhiêu cũng có thể chống lại thần linh Thánh Vương, nhưng đây là kết quả tốt nhất. Hỗn độn thiên thế giới không phải đứng đầu 3000 thế giới hỗn độn, áp chế tất cả thế giới sao? Lục Lâm Thiên hỏi, dựa theo lời Đông Hoàng Thái Huyền nói, hỗn độn thiên thế giới hẳn phải áp chế hỗn độn địa thế giới và hỗn độn nhân thế giới mới đúng. Đúng, cũng không đúng. Đông Hoàng Thái Huyền nói. Ta lúc đầu có thể áp chế 3000 thế giới hỗn độn, cũng bởi vì ta là thiên đạo, mặc dù như thế, đối với hỗn độn địa thế giới cùng hỗn độn nhân thế giới cũng áp chế không cao. Mà bây giờ ta đã vẫn lạc, người cũng không dung nhập thiên đạo, tuy dung hợp hỗn độn thiên thế giới có thể chiếm cứ không ít tiện nghi khi đối mặt với thế giới hỗn độn chi chủ khác, nhưng khó mà áp chế chân chính, mà người bây giờ chưa bước vào hư vô cảnh. Ngươi cũng không thể áp chế bất cứ thế giới hỗn độn chi chủ nào, huống chi thần linh Thánh Vương, chỉ có ngươi đặt chân hư vô cảnh, mới có cơ hội. Cái gì là hư vô cảnh? Lục Lâm Thiên hỏi. Hư vô, ta không cách nào giải thích với ngươi, cần chính ngươi đi ngộ, nếu ta có thể nói cho ngươi biết, cũng có thể nói cho người khác biết, tội gì phải đợi ngươi. Đông Hoàng Thái Huyền mỉm cười, nói với Lục Lâm Thiên. Ta có thể đủ nói cho ngươi biết là, hư vô cảnh. Vô cùng minh mông, không giống với bất luận cảnh giới gì, hư vô chính là hư không minh mông, chẳng phân biệt được thứ tự đến trước và sau, ai có thể đi ra hư vô là có thể đặt chân tới tử mông cảnh trong truyền thuyết,
chỉ tiếc từ khi thiên địa sinh ra tới bây giờ, cũng không có ai đặt chân vào cảnh giới này. Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn cây ết yêu ta ép sợ, xem ra ngay cả Đông Hoàng Thái Huyền cũng không đột phá tử mông cảnh trong truyền thuyết, mà hư vô cảnh cũng là cực kỳ mênh mông, nhưng mà hư vô cảnh không có quá nhiều phân chia, không có giống hóa hồng cảnh phân thành cửu nguyên, cấp độ hư vô cảnh quá bao la, ngay cả Đông Hoàng Thái Huyền cùng sư phụ Bát Hoàng Thánh Tôn Đế Phách Thiên, Thần Linh Thánh Vương ba người cũng chỉ mạnh hơn thế giới hỗn độn chi chủ khác mà thôi. Làm sao có thể đặt chân hư vô cảnh? Lục Lâm Thiên trầm tư một hồi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu hỏi, ánh mắt chớp động, vì thế giới linh vũ, mình nhất định phải đặt chân hư vô cảnh. Ta ngay cả hư vô là cái gì cũng không thể nói cho ngươi biết, làm sao có thể nói cho ngươi biết làm cách nào đặt chân hư vô cảnh, điều này cần chính ngươi đi ngộ, con đường này cần chính ngươi đi đi, ta có thể giúp ngươi chính là tất cả khả năng ta có, lưu lại đạo thống của mình. Đông Hoàng Thái Huyền nói với Lục Lâm Thiên. Người người mang ta bất tử thần thể cùng bất diệt huyền thể, bất tử thần thể còn kém một trọng cuối cùng, bất tử thần thể trọng cuối cùng là thân thể hủy diệt trọng sinh, ta đã quan sát linh hồn của ngươi, ngươi lúc trước đã sớm chết và phục sinh qua một lần, tu luyện đệ tam trọng không thành vấn đề, bất diệt huyền thể, bất tử thần thể dung hợp là có thể thành tựu bất tử bất diệt thiên thần thể. Bất tử bất diệt thiên thần thể. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, thì ra bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể là do Đông Hoàng Thái Huyền lưu lại. Bản thánh có bất tử bất diệt thần thể, sư phụ ngươi có hỗn độn âm dương quyết, còn có thần linh thánh vương có thần linh chí thánh công, được xưng là công pháp top 3 mạnh nhất thiên địa, sư phụ ngươi có hỗn độn âm dương quyết bài danh thứ 3, bản thánh có bất tử bất diệt thiên thần thể bài danh thứ nhất. Đông Hoàng Thái Huyền nhìn Lục Lâm Thiên, trong lời nói mang theo ý cao ngạo, trong thời đại thái cổ tranh bá, hắn dựa vào bất tử bất diệt thiên thần thể, ai dám tranh phong. Cho dù là thần linh thánh vương cùng Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên cũng phải tránh lui ba phần. Thật sự là công pháp mạnh hơn hỗn độn âm dương quyết sao? Lục Lâm Thiên thì thào, nhưng mà ngẫm lại, Lục Lâm Thiên cảm thấy công pháp này phải xem là người nào, đổi một người khác tu luyện có lẽ sẽ có hai kết quả khác nhau. Đương nhiên, đây không phải nói bất tử bất diệt thiên thần thể không được, bất kể là bất diệt huyền thể hay bất tử thần thể Lục Lâm Thiên đều tu luyện qua, cũng biết được sự khủng bố của nó. Mà Lục Lâm Thiên suy đoán, sợ rằng mình tu luyện bất diệt huyền thể cùng bất tử thần thể cũng chỉ là da lông của bất tử bất diệt thiên thần thể mà thôi. Bất tử bất diệt thiên thần thể tuyệt đối không dưới hỗn độn âm dương quyết, điểm này là không thể nghi ngờ. Ta đã sớm không tồn tại trong thiên địa, lúc này xem như ngọn đèn sắp tắt, khó trèo trống lâu hơn, hôm nay thành toàn cho ngươi, có thể giúp ngươi đôi chút trong đại hạo kiếp trong tương lai. Dứt lời. Thân ảnh hư ảo của Đông Hoàng Thái Huyền biến thành hào quang chói mắt bao phủ Lục Lâm Thiên vào trong, năng lượng tới từ thiên địa sơ khai, lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên vào trong. Được năng lượng viễn cổ bao vây, thần thức Lục Lâm Thiên như con cá bơi trong đại dương bao la, làm cho linh hồn khoan khoái dễ chịu vô cùng, mơ mơ màng màng đi trong hư vô, Đông Hoàng Thái nhất lại truyền âm. Đạo thống của ta đều lưu cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi mở ra hư vô chi môn, tiến vào hư vô cảnh, có vật hỗn thành. Tiên thiên địa sinh. Tịch này lưu này, độc lập tuyên cổ bất biến, thiên sinh địa dưỡng. Ta không biết kỳ danh, chữ chi viết đạo, nhân thiên pháp địa, địa pháp thiên pháp đạo pháp tự nhiên là giả, hư vô ở trong, tìm đường sống sinh ra vạn vật. Trong mơ mơ màng màng, trong hư vô có âm thanh Đông Hoàng Thái nhất vang lên trong đầu, thiên lôi giáng xuống, trong mơ mơ màng màng, linh hồn bị vô số áo nghĩa bao phủ, giống như đặt mình trong thiên địa hỗn độn. Lục Lâm Thiên cũng hiểu mình đang lâm vào trạng thái huyền diệu. Thời gian từ từ trôi qua, một tháng sau, thiên địa hiện tại đã sớm sôi trào, thương khung bí cảnh tan thành mây khói. Thương khung chiến trường vốn là nơi hoang vu, lúc này trong một đêm tỏa ra sinh cơ, sơn mạch xanh biếc, cây khô gặp mùa xuân, sông cạn tràn đầy. Trong thương khung bí cảnh, 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, tin tức này truyền ra làm 3.000 đại thế giới vui mừng. Đến thời điểm này, hàng tỷ vạn sinh linh mới biết được, 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ cũng không có vẫn lạc, bọn họ chỉ bị nhốt trong bất chu sơn nội vô số năm, những cường giả chí tôn trong truyền thuyết vẫn tồn tại, giống như đồn đãi, đã sớm hòa làm nhất thể với thế giới hỗn độn chứ không vẫn lạc. Khi 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, hàng tỷ vạn sinh linh kinh ngạc phát hiện, năng lượng thiên địa càng trở nên nồng đậm, cơ hồ sinh linh tất cả thế giới lĩnh ngộ áo nghĩa dễ dàng hơn. Không ít người kẹt ở bình cảnh đều đột phá dễ dàng. Trên đời vui mừng,
chúc mừng thế giới chi chủ trở về, mà 3000 thế giới hỗn độn chi chủ không có lộ diện qua, giống như biến mất, cũng không biết có ai truyền tin tức, nói là 3000 thế giới hỗn độn chi chủ tuy thoát khốn ra khỏi thương khung bí cảnh, nhưng lúc này cực kỳ suy yếu, cần phải khôi phục. Càng có tin tức nói 3000 đại thế giới lập tức sẽ tao ngộ diệt thế đại kiếp nạn, tin tức này truyền ra làm không ít người thấp thỏm. Mà tin tức Lục Lâm Thiên chính là thế giới hỗn độn chi chủ và thần linh Nghiễm Hồng chính là viễn cổ thần linh tộc lão tổ luân hồi chuyển thế cũng truyền ra, làm cho hàng tỷ sinh linh K.S.I.O.T.A. ép sợ không hiểu. Liên tưởng tới thần linh Nghiễm Hồng và Lục Lâm Thiên là hai thế hệ trẻ tuổi bất phàm, hàng tỷ sinh linh K.S.I.O.T.A. ép sợ cũng lập tức thoải mái, một là thế giới hỗn độn tân chủ, một là viễn cổ thế giới hỗn độn chi chủ đại năng luân hồi, khó trách hai người này nghịch thiên và khủng bố như vậy. Lục Lâm Thiên bị thua cũng làm không ít người cảm thán, suy đoán Lục Lâm Thiên bây giờ sinh tử không rõ, trước mặc kệ trước kia Lục Lâm Thiên chết mà phục sinh, chỉ bằng thân phận Lục Lâm Thiên bây giờ là thế giới hỗn độn chi chủ, không ai dám kết luận Lục Lâm Thiên sinh tử thế nào, thế giới hỗn độn chi chủ làm gì dễ chết như thế. Mà Lục Lâm Thiên dung hợp thế giới hỗn độn cũng biến thành điều mọi người tìm kiếm, nhưng không ai biết Lục Lâm Thiên dung hợp thế giới hỗn độn nào. Nhưng mà không có tin tức truyền ra. Đạm Thai Tuyết Phi, Độc Cô Ngạo Nam, Lam Thập Tam, Khuất Đao Tuyệt, Lăng Thanh Tuyệt những thế hệ bất phàm kia đều tới từ thế giới hỗn độn mà Lục Lâm Thiên dung hợp, nhưng mà hiện tại Đạm Thai Tuyết Phi, Độc Cô Ngạo Nam, Lam Thập Tam, Lăng Thanh Tuyệt cũng biến mất, ngay cả trong thế giới Thượng Thanh Thiên giới mật địa cũng không còn dấu vết. Trong thế giới Linh Vũ xa xôi, lúc này sơn mạch tiêu điều, tất cả giống mấy ngàn năm trước, cả thế giới mất đi sinh cơ, năng lượng thiên địa yếu ớt, lòng người bàng hoàng. Trong đại điện có vài chục thân ảnh đang đứng, khí tức mênh mông bùng phát, không gian chung quanh chấn động, ngay cả đại trận cũng mở ra, trong đây có Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ, Đạm Niệm, Hoàng Phủ Minh Long, còn có Lão Ảnh cùng Tử Vi Thần Nữ, Kim Bằng Hồng Tôn, Vân Bằng Hồng Tôn. Mọi người đều đứng quanh Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thân ảnh áo xanh trên không trung, khí tức cổ xưa lan ra, giống như tồn tại duy nhất trên thế gian, hoàn toàn không thể dung chuyển. Sư phụ, cửu sư đệ thế nào? Hoàng Phủ Minh Long cung kính hỏi Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Đế Phách Thiên tóc dài xõa vai, thân ảnh cao ngất, trường bào tung bay, khí tức cổ xưa lan tỏa ra chung quanh, nói. Cửu sư đệ các ngươi thế nào thì ta không biết, hiện tại ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Sư phụ, cửu sư đệ dung hợp hỗn độn thiên thế giới, trở thành thế giới chi chủ, đồn đãi thế giới chi chủ không thể vẫn lạc. Cửu sư đệ không phải không có việc gì sao? Hậu Khánh Lâm hỏi Đế Phách Thiên. Đế Phách Thiên nói với các đệ tử. Thế giới hỗn độn chi chủ dung hợp thế giới hỗn độn, hắn thân đại biểu thế giới hỗn độn, nhưng thế giới hỗn độn không phải hắn, ngoại lực không cách nào đánh chết, nhưng có hai chủng lực lượng không nằm trong đó, hai chủng lực lượng này có thể đánh chết thế giới hỗn độn chi chủ. Sư phụ, là hai chủng lực lượng gì có thể đánh chết thế giới hỗn độn chi chủ? Tử Vi Thần Nữ hỏi Đế Phách Thiên. Một loại là thiên đạo quy tắc, chính là thiên uy. Đế Phách Thiên nói. Còn có một loại chính là thế giới chi lực, cửu sư đệ bị thần linh thánh vương luân hồi thức tỉnh khống chế hỗn độn địa thế giới chi lực tiêu diệt bản thể, cho nên mới đáng lo. Nói như vậy lão cửu. Đạm Niệm nghe xong, ánh mắt thương cảm. Cửu sư đệ của ngươi tạm thời không có việc gì. Đế Phách Thiên nhìn Đạm Niệm, nói. Cửu sư đệ các ngươi có linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đang đột phá, sát khí ngưng tụ đang tăng cường, bởi vậy cửu sư đệ trước mắt không có việc gì, chỉ cần linh hồn tồn tại sẽ sống thôi. Đế Phách Thiên nhìn Lão Ảnh các đệ tử, nói. Nhưng mà cửu sư đệ vạn nhất bị thương linh hồn, sợ rằng sống lại là không dễ dàng, huống chi thời gian đã không nhiều lắm, cho dù thức tỉnh khôi phục cũng không thể đạt tới hư vô cảnh, vô dụng thôi. Diệt thế đại kiếp nạn hàng lâm. Lúc trước ta cùng Đông Hoàng Thái Huyền sớm có an bài, hiện tiện rất nhiều linh hồn phân thân đoạt hỗn độn thiên thế giới, nhưng lúc này thần linh Thánh Vương sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn không bỏ qua hỗn độn thiên thế giới, một khi chờ hắn đạt được hỗn độn thiên thế giới, đừng nói tất cả sinh linh trong hỗn độn thiên thế giới, cho dù là sinh linh trong 3000 đại thế giới cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sư phụ, chẳng lẽ ngay cả người cũng không thể ngăn cản thần linh Thánh Vương sao? Hư Thiên Thánh Cô hỏi. Trong lòng hắn sư phụ tuyệt đối là tồn tại cao cấp nhất, tung hoành viễn cổ. Đế Phách Thiên thở dài, nói. Nếu là lúc trước, chống lại hắn không thành vấn đề,
nhưng hôm nay thần linh Thánh Vương luân hồi thức tỉnh, rất có thể đã chạm tới cánh cửa tử mông, nếu thật sự như vậy, ta cũng không thể làm gì. Thần linh Thánh Vương mạnh như vậy sao? Nhược Linh Thánh Nữ, Tử Vi Thần Nữ, Đạm Niệm cảm thán, bọn họ ngày đó tận mắt nhìn thấy thực lực chân chính của thần linh Thánh Vương, cũng đã nhìn thấy Thánh Hồng cảnh như con sâu cái kiến, mà giờ phút này chân thân quay về, thực lực có thể nghĩ, Thánh Hồng là con sâu cái kiến, cấp độ này quá khủng gây ết yêu ta ép, bọn họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Thần linh Thánh Vương hiện tại còn chưa khôi phục, chờ hắn dung hợp luân hồi chi thân hợp hai làm một, đến lúc đó mới có thể khôi phục trạng thái mạnh nhất, còn mạnh hơn nữa. Đế Phách Thiên ngưng trọng, nói. 100 năm, ta cũng cần khôi phục đến đỉnh phong mới được, hy vọng đến lúc đó còn có thể ngăn cản thần linh Thánh Vương, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng nên ở trong hỗn độn thiên thế giới tu luyện đi, nơi đây có thể cho các ngươi không ít chỗ tốt, tranh thủ càng tiến một bước, 100 năm sau hạo kiếp bắt đầu, cuối cùng sẽ như thế nào, hiện tại ai cũng nhìn không thấu. Vâng, sư phụ. Hư Thiên Thánh Cô, Hậu Khánh Lâm, Nhược Linh Thánh Nữ, Lão Ảnh gật đầu. Vật ấy lưu ở nơi đây, lũ tiểu gia hỏa bên trong đang tiến bộ, với tư cách là sinh linh đời thứ nhất sau khi hỗn độn thiên thế giới dung hợp thức tỉnh, thiên phú bọn chúng đều cực kỳ bất phàm, chỉ tiếc thời gian không nhiều, 100 năm sau là hạo kiếp, bọn chúng không thể nhúng tay vào. Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên nói xong, đặt thiên trụ giới trong đại điện sương mù, sau đó biến mất. 100 năm sau hạo kiếp hàng lâm. Nhìn sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên biến mất, Lão Ảnh thở dài. Không nghĩ tới trận chiến lúc trước kéo dài tới bây giờ. Xuân đi thu đến, cả 3.000 đại thế giới yên tĩnh quỷ dị, các thế lực đỉnh cấp đều yên lặng. Trong 3.000 đại thế giới cũng cảm giác hào khí quỷ dị, hào khí này làm người ta bất an. Trong thế giới linh vũ cũng cực kỳ yên tĩnh, tất cả siêu cấp cường giả của các thế lực biến mất, không còn lộ diện qua, tất cả nhân hoàng tộc, thú hoàng tộc đều âm phòng phòng bị, liên hệ với phi linh môn cực kỳ nhiều lần. Trong phi linh môn, mấy nữ tử diễm lệ ngồi đó, đều là tuyệt sắc giai nhân, đó là Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, Mộ Dung Lan Lan các nữ tử. Nghe Ảnh Lão nói hạo kiếp hàng lâm, thế giới linh vũ đứng mũi chịu sào. Độc Cô Cảnh Văn ngưng trọng, thần thái thất lạc làm người ta thương tiếc. Không biết tên kia hiện tại thế nào. Vân Hồng Lăng lo lắng, mấy ngày nay tâm thần bất an. Lăng Thanh Tuyền nắm tay Vân Hồng Lăng, nói. Yên tâm đi, hắn chính là thế giới hỗn độn chi chủ, tự nhiên không có việc gì, ta tin tưởng hắn. Trong thiên trụ giới tầng thứ 9, đây là biển dung nham đang sôi trào. Một con hỏa long màu xanh ra trời bao phủ nơi đây, nhiệt độ nóng bỏng làm không gian rung động, tùy thời tan vỡ. Trong đại điện sương mù, không gian run rẩy, mây mù sơ xác, vật đổi sao rời. Năng lượng sâu trong hư không hội tụ vào nơi đây, hội năng lượng rót vào trong thiên trụ giới không dứt. Đã xảy ra chuyện gì? Trong đại điện sương mù, Lão Ảnh, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn không ít người nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc, cũng không phải Hư Thiên Thánh Cô, Nhược Linh Thánh Nữ và Hậu Khánh Lâm đột phá. Năng lượng chấn động một năm mạnh hơn một năm. Vân Bằng Hồng Tôn rung động, trong thiên trụ giới thường xuyên xuất hiện năng lượng chấn động. Một năm trước trong thiên trụ giới cũng có năng lượng chấn động này làm người ta sợ hãi. Kim Bằng Hồng Tôn nghe vậy, ánh mắt cây ết yêu ta ép sợ, nói nhỏ. Ta cảm giác lúc này còn mạnh hơn năm trước rất nhiều. Có lẽ những tiểu tử kia đều đang đột phá, lúc trước trong thương khung bí cảnh đạt được nhiều chỗ tốt, bây giờ có tác dụng. Lão Ảnh nói nhỏ. Trong thiên trụ giới tầng thứ 9, năng lượng minh mông hóa thành vòng xoáy rót vào nơi đây. Ầm ầm, vòng xoáy năng lượng không ngừng mạnh hơn, chấn động cũng khủng gây ết yêu ta ép hơn rất nhiều. Lúc này sương mù bao phủ hỏa long màu xanh kia, sương mù tím mịt mờ, giống như hỗn độn, uy áp bộc phát kinh người. Phần phật, năng lượng hóa thành thực chất càng ngày càng yếu, cuối cùng chậm rãi tiến vào trong người hỏa long. Thời điểm năng lượng biến mất, hỏa long dung nhập vào trong dung nham, tự thành thế giới, hỏa diễm màu xanh ra trời co rút lại. Giờ phút này người có tu vị cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn đỉnh phong cũng không dám đứng gần, sợ rằng cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong bình thường cũng không thể chống cự nhiệt độ nơi đây. Suy suy. Sau khi yên lặng, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm mở mắt ra, vào lúc mở mắt ra không gian chấn động dữ dội, rạn nứt như mạng nhện, nhiệt độ tăng lên rất khủng gây ết yêu ta ép.
Hô! Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, áo lam phần phật, lúc này hỏa viêm chấn động rất mạnh. Sốt cục đến thánh hồng cảnh sao? Lục Lâm Thiên đứng lên, nhiệt độ âm hàn và nóng bức xuất hiện. Trong thiên trụ giới lâu như vậy, sợ rằng bên ngoài thiên trụ giới đã qua mấy trăm năm, lúc trước trong thương khung bí cảnh thôn phệ nhiều năng lượng như thế, còn thôn phệ cửu hắc diễm đặt một chân vào hư vô cảnh, làm cho linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm đã đặt chân đến thánh hồng cảnh. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, lúc trước thôn phệ cửu hắc diễm đạt được năng lượng và áo nghĩa rất nhiều, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, cảm thấy còn thiếu gì đó. Nhưng mà cho dù vừa đặt chân vào thánh hồng cảnh, dựa vào thiên phú khủng bố của thái cổ U Minh Viêm, Lục Lâm Thiên cảm giác, sợ rằng trong thánh hồng cảnh, thái cổ U Minh Viêm cũng có thể chống lại bất cứ kẻ nào, đủ sức xưng hùng trong thánh hồng cảnh, dù sao thái cổ U Minh Viêm không phải bình thường. Sau đó ngây người thật lâu, một thân ảnh tử kim xuất hiện trước mặt, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm nhìn thân ảnh này, ánh mắt vui vẻ. Cũng đạt tới thánh hồng cảnh rồi. Hai thân ảnh giống nhau như đúc thì thào, vừa đến chính là Đại Hồn Anh, từ khí tức chấn động, Đại Hồn Anh đã đặt chân vào thánh hồng cảnh. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm thôn phệ cửu U Hắc Diễm, thật vất vả mới đặt chân đến thánh hồng cảnh, tuy thực lực Đại Hồn Anh cực kỳ hung hãn, nhưng nếu chính thức so sánh, tự nhiên không bằng thái cổ U Minh Viêm, nhưng tốc độ tăng thực lực lên lại có ưu thế và thiên phú thái cổ U Minh Viêm khó sánh bằng. Thân thể do sát khí và tàn hồn ngưng tụ thành. Đại Hồn Anh thôn phệ tất cả sát khí cùng tàn hồn có thể tăng tu vị bản thân, thậm chí ai cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu luyện hóa bao nhiêu, đạt được phệ hồn khốn linh trận nguyên vẹn, tăng thêm thôn phệ tàn hồn và năng lượng khác, Đại Hồn Anh trực tiếp đạt tới thánh hồng cảnh. Đương nhiên, Đại Hồn Anh đạt tới thánh hồng cảnh cũng không phải thánh hồng cảnh trên ý nghĩa chân chính, bởi vì Đại Hồn Anh căn bản không cần đột phá, nói Đại Hồn Anh là thánh hồng cảnh, chỉ bằng nói khí thức của Đại Hồn Anh không dưới thánh hồng cảnh. Một lát sau, hai đạo thân ảnh nhìn nhau cười khổ một tiếng, tuy cả hai là Đại Hồn Anh cùng linh hồn phân thân, nhưng cũng như nhất thể, đã sớm tâm ý tương thông, cười khổ cũng giống nhau. Xuy, cuối cùng Đại Hồn Anh hóa thành hào quang màu tím chui vào trong linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, tuy thái cổ U Minh Viêm là khắc tinh của sát khí và tàn hồn như Đại Hồn Anh, nhưng bởi vì linh hồn giống nhau, tăng thêm thực lực Đại Hồn Anh không tầm thường, cũng có thể tiến vào trong thái cổ U Minh Viêm. Thậm chí sẽ thích ứng dần với thái cổ U Minh Viêm, như thế mới có lợi với Đại Hồn Anh. Lúc này linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm biến mất. Không gian khác trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên nhìn từng thân ảnh trước mặt, sắc mặt ngưng trọng cũng tươi cười, từng thân ảnh này có nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, sư phụ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, sư huynh Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, còn có Phong Du Du, Hổ Y, Chu Thần Hy, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Mạc Kình Thiên, mặt khác còn có Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Trực, Lục Doanh cũng ở đây. Từ khí tức chấn động hùng hồn ở đây, sắc mặt Lục Lâm Thiên từ mỉm cười biến thành ngạc nhiên. Vào lúc này sư huynh Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La, sư phụ Độc Cô Ngạo Nam và Phong Du Du, Hổ Y, Chu Thần Hy, có cả Nguyên Nhược Lan, mẫu đơn 7 người tiến vào Thánh Hồng Cảnh, đạt được truyền thừa của viễn cổ Thánh Hồng Cảnh, tăng thêm trên đường đi có thu hoạch. Ở trong thiên trụ giới mấy trăm năm, 7 người đã tiến vào thánh hồng cảnh. Mà trong 7 thánh hồng cảnh dùng Ma Phủ Đạo Tổ Bà Thiên La mạnh nhất, ma khí bộc phát ngập trời. Còn lại Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Tử Yên, Lục Kinh Vân đang ở cấp độ cửu nguyên hóa hồng đại viên mãn, đều tiến bộ kinh người, những viễn cổ đại năng kia có truyền thừa phi phàm. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh tuy không đạt được truyền thừa từ viễn cổ thánh hồng cảnh, nhưng có chỗ tốt kinh người, tăng thêm có hỗn độn âm dương quyết khủng bố, cũng có tiến bộ kinh người. Lục Kinh Vân, Lục Du Thược đã đặt chân tới cửu nguyên đại viên mãn hóa hồng, Lục Doanh, Lục Thành không kém bao nhiêu. Lục Lâm Thiên cuối cùng nhìn qua thanh niên áo bảo vàng, vui vẻ nói. Khá lắm, tiếp cận hư vô rồi. Đạt được tổ tiên viễn cổ Thanh Long Huyền Vũ hai tộc đã bước một chân vào hư vô cảnh truyền thừa, vận khí không tệ, có lẽ đã chạm vào cánh cửa hư vô cảnh. Nhưng mà hư vô chi môn quá mênh mông, giống như chân thật, giống như hư ảo, thật sự không thể chạm tới. Tiểu Long lắc đầu với Lục Lâm Thiên, sau đó cười nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng mà hiện tại không bị lão đại bỏ xa, trong thánh hồng cảnh có thể trà đạp bất cứ kẻ nào. Tốt, đột phá là tốt rồi, nhưng còn chưa đủ, không vào hư vô cảnh, tất cả chỉ là sâu kiến.
Lục Lâm Thiên cao hứng cười cười, ánh mắt sau đó ngưng trọng, Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ, lúc trước thần linh thánh vương dùng luân hồi chi thân đã có thể trực tiếp đánh chết Hồng Hoang Hỏa Kỳ, Cổ Hoang Băng Thiên Hùng là các siêu cấp cường giả chạm vào hư vô cảnh, cho nên nếu không phải hư vô cảnh chính thức, đối mặt với các viễn cổ đại năng kia vẫn quá yếu ớt. Ta sẽ cố gắng đột phá. Tiểu Long gật gật đầu, sau đó lại nói. Lão đại, đây là linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ngươi, bản thể ngươi ở đâu, trong thương khung bí cảnh sao? Lâm Thiên, bên ngoài thế nào? Trong không gian, nghĩa phụ độc cô Ngạo Nam, Phong Du Du, Hổ Y, Chu Thần Hy, Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Bắc Cung Kình Thương, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Lục Kinh Vân đều nhìn Lục Lâm Thiên. Một lời khó nói hết, cực kỳ phiền toái. Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Trong đại điện sương mù, tất cả chấn động bình thường trở lại, chấn động quanh thiên trụ giới biến mất, ở cửa ra vào có từng đạo thân ảnh đi ra ngoài, khí tức hùng hậu. Đột phá tới thánh hồng cảnh rồi. Lão Ảnh, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn đều sững sờ. Trong thạch thất, Lục Lâm Thiên, Lão Ảnh, Bà Thiên La, Vân Bằng Hồng Tôn, Kim Bằng Hồng Tôn, Tiểu Long, Độc Cô Ngạo Nam đang hội hợp. Lão Cửu, bây giờ có cảm giác được bản thể không? Bà Thiên La ngưng trọng hỏi thăm tình huống. Lục Lâm Thiên lắc đầu, nói. Bản thể thân thể đã bị phá hủy, linh hồn phân thân cũng không cách nào liên lạc với chủ hồn anh, dường như bị ngăn cách, ta cũng không biết được. Loại tình huống này làm cho Lục Lâm Thiên cực kỳ ngưng trọng, chính mình không cách nào liên lạc với chủ hồn anh của mình. Trong thế giới hỗn độn sao? Lão Ảnh cũng cho rằng suy đoán mình đúng, nhưng một ít chờ mong đã tan vỡ. Linh hồn phân thân không thể đi vào thế giới hỗn độn, ta cũng không biết. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm cười khổ, tiến vào trong thế giới hỗn độn, cũng chỉ người mang bổn nguyên mới được, cho dù mình là linh hồn phân thân cũng không cách nào tiến vào, có lẽ trước kia linh hồn phân thân có thể tiến vào, nhưng hiện tại cả thế giới linh vũ có chút tiêu điều, phong ấn là đương nhiên. Trong phi linh môn, khi đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, La Lan Thị nhìn thấy Lục Lâm Thiên cùng Lục Kinh Vân, Tiểu Long thì yên tâm lại. Người một nhà đoàn tụ, tự nhiên có chút ấm áp, nhưng mà hạo kiếp hàng lâm, làm cho hào khí ngưng trọng, nhưng bởi vì hạo kiếp xuất hiện, cũng làm cho Lục Lâm Thiên đặc biệt quý trọng ấm áp này, bởi vậy linh hồn phân thân đang làm bạn với người nhà trong phi linh môn. Tiểu Long mấy ngày sau trở về Thanh Long Hoàng tộc Vấn An phụ mẫu, có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, Tiểu Long cũng không còn hiềm khích với Huyền Vũ Hoàng tộc. Lại quay về Huyền Vũ Hoàng tộc, đi theo còn có Huyền Hạo và Long Bích Hàm Đại Công Chúa, đối với Tiểu Long và Huyền Hạo và Long Bích Hàm Đại Công Chúa trở về, Huyền Vũ Hoàng tộc vô cùng hoan nghênh. Thời gian 3 năm trôi qua, Lục Lâm Thiên cũng dốc lòng dạy bảo Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Thái A, Niếp Phong tu luyện và lĩnh ngộ, tranh thủ có thể giúp bọn họ tiến thêm một bước. Lục Lộ Tiểu Nha đầu này, trong mấy năm qua đã biến thành đại cô nương chỗ mã, càng ngày càng linh vận, đáng yêu nghịch ngợm. Người gặp người thích. Mà tiểu nha đầu tăng thực lực không cần nói nhiều, bất kể là bản thể hay là phi linh môn và lục gia sau lưng, đều có điều kiện may mắn tiên thiên, thực lực đột phá nhanh như hỏa tiễn, làm nhiều người phải xấu hổ. Mấy ngày sau, trong thạch thất ở đại điện sương mù, Lão Ảnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, trên gương mặt tuấn lãng của hắn mang theo lo lắng, nói. Người bây giờ muốn rời khỏi thế giới linh vũ, đi 3000 đại thế giới sao? Đúng vậy. Ta ý định dùng linh hồn phân thân cùng Tiểu Long cùng đi ra ngoài. Lục Lâm Thiên vỗ vai Tiểu Long bên cạnh, nói với Lão Ảnh. 3000 thế giới hỗn độn chi chủ đã thoát khốn ra ngoài, bên ngoài không còn nơi thích hợp cho ngươi tôi luyện, vạn nhất đến thế giới hỗn độn trong Thiên La Minh bên kia, những hỗn độn chi chủ ra tay, linh hồn phân thân của ngươi không thể phản kháng, hậu quả có thể nghĩ. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhún nhún vai, nhìn qua Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, thần sắc ngưng trọng. Tứ sư huynh, ta cũng không có ý định đi thế giới hỗn độn của Thiên La Minh. Lục Lâm Thiên mỉm cười, sau đó nói với Lão Ảnh cùng ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Ta nghe nói có mộ địa chúng thần nội trừ 3000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, cũng có không ít viễn cổ đại năng thoát khốn. Theo tin tức ta nhận được, có lẽ có một ít, như thế nào, người muốn đối phó những người này hay sao? Lão Ảnh nghe vậy, hắn ngạc nhiên nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nói. Muốn tới kiến thức một phen. Việc này sợ rằng khó làm,
những viễn cổ đại năng này còn mạnh hơn sư huynh sư tỷ của ngươi nhiều lắm, đều bước một chân vào hư vô cảnh, thậm chí đồn đãi còn có cường giả hư vô cảnh, nếu gặp gỡ, biết rõ thân phận của ngươi, sợ rằng sẽ ra tay. Ma phủ đạo tổ bà Thiên La nhìn qua Lục Lâm Thiên, nhíu mày, nói. Huống chi những viễn cổ đại năng vào lúc này đang khôi phục, căn bản không rời khỏi thế giới đâu. Bọn họ không đi ra, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ đi ra, chỉ cần không trêu chọc những đại năng thế giới hỗn độn chi chủ và hư vô cảnh là được, có lẽ cũng sẽ không có trở ngại. Lục Lâm Thiên mỉm cười, dường như sớm đã có quyết đoán, nói với ma phủ đạo tổ bà Thiên La cùng lão ảnh. Có lẽ ngươi đã quyết định, tóm lại tự mình cẩn thận. Lão ảnh nói với Lục Lâm Thiên. Thần linh Thánh Vương nói là trăm năm sẽ đến đây lấy thế giới linh vũ, hiện tại mới 7 năm. Ân. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, ánh mắt kiên nghị, nói. Trong khoảng thời gian này, ta tận lực tăng cao tu vị lên, linh hồn phân thân có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó đối mặt hạo kiếp không đến mức vô lực như bây giờ. Hư vô chi môn nói dễ vậy sao? Lão ảnh, ma phủ đạo tổ bà Thiên La hai người than nhẹ, bao nhiêu năm qua, bọn họ cũng không có va chạm vào hư vô chi môn, cái hào rộng này đủ ngăn cản vô số nhân vật phong hoa tuyệt đại ngoài cửa, chỉ có những viễn cổ đại năng đỉnh cấp nhất hoặc hỗn độn chi chủ mới vượt qua được. Hư vô chi môn, Lục Lâm Thiên thì thào, lúc trước đi ra khỏi trấn Thanh Vân, cho dù đối mặt với võ suất cao cao tại thượng không thể chạm tới, nhưng hiện tại mình đã đặt chân Thánh Hồng. Truy cầu con đường cường giả ban đầu không giảm đi chút nào. Con đường cường giả. Lục Lâm Thiên cười cười, sau đó nói với lão ảnh cùng ma phủ đạo tổ bà Thiên La. Tứ sư huynh, bát sư huynh, ta ý định ngày mai sẽ xuất phát, thế giới linh vũ giao cho các ngươi quan tâm. Thế giới linh vũ trước mắt không xảy ra đại sự gì, nhưng kỳ hạn trăm năm vừa đến, thế giới linh vũ chỗ không giấu được thần linh Thánh Vương, đến lúc đó hạo kiếp sẽ bắt đầu. Lão ảnh nói. Thế giới linh vũ là của ta, bất kể là ai muốn động thế giới linh vũ, trừ khi ta chết. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, khí tức nóng bỏng khuếch tán ra ngoài, khí tức chấn động rất mạnh, lão ảnh cùng ma phủ đạo tổ bà Thiên La cũng ghé mắt nhìn. Sáng sớm hôm sau, trong phi linh môn, Lục Lâm Thiên cáo biệt mọi người, trong ánh mắt lưu luyến của Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Kinh Vân, La Lan Thị, Độc Cô Ngạo Nam, Lục Lộ nhìn theo. Cùng Tiểu Long hóa thành hào quang rời đi. Lão đại bây giờ đi đâu? Trong khe hở không gian mênh mông, Tiểu Long cùng Lục Lâm Thiên xuyên qua hư không, không gian loạn lưu trong đây không thể ảnh hưởng hai người. Lục Lâm Thiên nói, chúng ta đi Tuyên Cổ Điện một chuyến, sau đó mới có quyết định. Lão đại, chúng ta lần này đi lên, ngay cả Hồng Vũ cùng Kinh Vân cũng không mang theo, thực lực của bọn họ hiện tại rất mạnh. Ánh mắt Tiểu Long nghi hoặc, đến bây giờ cũng không quá rõ Sở lão đại đánh chú ý gì, nhưng mà có huyết khế cho nên Tiểu Long có thể cảm giác được, lúc này lão đại định làm đại sự. Hồng Vũ cùng Kinh Vân không kém, không phải nhiều người mới tốt, bọn họ nên ở lại thế giới linh vũ tu luyện thì tốt hơn. Lục Lâm Thiên nói, bất kể như thế nào, ta và lão đại đi là được, chỉ cần không gặp hư vô cảnh, cũng không đáng sợ. Tiểu Long cười nói, rất lâu rồi hắn mới lưu lạc với lão đại. Giờ phút này trong lòng sinh ra tâm tình phấn khởi. Hư vô cảnh, sớm muộn gì có ngày chúng ta sẽ đạt tới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên kiên nghị, lập tức nói. Hy vọng ngày hôm đó sẽ không quá muộn, bằng không sẽ không kịp. Yên tâm đi lão đại, sẽ không quá xa. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên, lúc trước thực lực thua kém lão đại càng ngày càng xa, trong nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút thất lạc, giờ phút này thực lực tăng vọt, đặt chân Thánh Hồng đỉnh phong. Một chân va chạm vào hư vô, cũng có cảm xúc hào khí vượt mây, khôi phục ngạo khí lúc trước. Bái kiến Thánh Chủ. Trong Tuyên Cổ Điện, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão hành lễ với Lục Lâm Thiên, mắt thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện, bọn họ cây ết yêu ta ép sợ, đồn đãi Thánh Chủ đã bị thần linh Thánh Vương dùng thế giới chi lực đánh bại, đã sống chết không rõ, nhưng giờ phút này vẫn hoàn hảo trước mặt, không hổ là thế giới hỗn độn chi chủ có thể bất tử bất diệt. Tuyên Cổ Điện vẫn đứng vững trong 3.000 đại thế giới, nhưng bởi vì 3.000 thế giới hỗn độn chi chủ thoát khốn mà ra, làm cho Tuyên Cổ Điện trong 3.000 thế giới phát sinh biến hóa vi diệu. Như Hoàng trưởng lão, giúp ta điều tra một ít tư liệu, đồng thời liên hệ với Phi Linh Môn cùng Thiên Linh Cung và Thiên Địa Các, bảo bọn họ toàn lực tương trợ. Lục Lâm Thiên nói với các trưởng lão, có Tuyên Cổ Điện, Thiên Địa Các, Thiên Linh Cung,
còn có phi linh môn cộng đồng điều tra, tin tưởng không bao lâu sẽ có tin tức. Không biết thánh chủ muốn biết tin tức gì? Như Hoàng trưởng lão hỏi. Có quan hệ tới tất cả viễn cổ đại năng và hỗn độn chi chủ thoát khốn trong mộ địa chúng thần, ta muốn kỹ càng nhất. Lục Lâm Thiên nói với Như Hoàng trưởng lão. Tuyên cổ điện sẽ toàn lực đi làm, tăng thêm thiên địa các, thiên linh cung cùng phi linh môn, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Như Hoàng trưởng lão nói. 5 ngày sau, tuyên cổ điện thánh lôi điện có tin tức ngọc giản nằm trong tay Lục Lâm Thiên, hào quang ảm đạm, Lục Lâm Thiên cười nói. Xem ra cường giả lúc trước bị nhốt trong Bất Chu Sơn đi ra không ít. Từ tin tức tuyên cổ điện cùng thiên địa các, thiên linh cung đưa về, Lục Lâm Thiên biết được mấy năm trước có không ít cường giả thoát khỏi thương khung bí cảnh Bất Chu Sơn, trên thực tế lúc trước thế giới chi chủ thương khung minh đi ra, bọn họ theo bát hoàng thánh tôn đế phách thiên cùng đông hoàng thái huyền liên thủ phong ấn tất cả thế giới chi chủ của thiên la minh, hai đội hình này một phương chính là thuộc thần linh thánh vương cầm đầu thiên la minh, một phương khác là bát hoàng thánh tôn đế phách thiên cầm đầu thương khung minh. Vốn hai đại đội hình liên thủ đối phó đông hoàng thái huyền, nhưng trước hạo kiếp, bát hoàng thánh tôn đế phách thiên không đành lòng sanh linh đổ thán, cũng biết rõ dã tâm của thần linh thánh vương, cuối cùng sớm thiết lập quan hệ với đông hoàng thái huyền an bài đại cục, phòng ấn thần linh thánh vương trong Bất Chu Sơn. Lão đại, tin tức hữu dụng không? Tiểu Long hỏi Lục Lâm Thiên. Đương nhiên là có. Lục Lâm Thiên cười cười, nói. Những cường giả viễn cổ đi theo thế giới hỗn độn chi chủ ra khỏi Bất Chu Sơn không ít, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của ta nếu có thể thôn phệ vài tên, đoán chừng muốn đặt chân hư vô sẽ nhanh thôi. Tiểu Long nghe vậy, dường như sớm suy đoán ra mục đích của lão đại là thôn phệ cường giả hư vô cảnh, thái cổ U Minh Viêm có thể thôn phệ tất cả, ánh mắt vui vẻ, nói. Lão đại, vậy động thủ đi. Chỉ cần không phải hỗn độn chi chủ thì không có bất cứ vấn đề gì. Dứt lời, Tiểu Long thu liếm tươi cười, ngưng trọng nói. Nhưng mà lão đại, ta đoán đám cường giả ra khỏi Bất Chu Sơn đến nay vẫn bế quan khôi phục, bị phong ấn trong Bất Chu Sơn vô số năm, bọn họ nhất định cực kỳ suy yếu, sẽ không dễ dàng đi ra, huống chi chúng ta dường như cũng chỉ có thể đối phó người của Thiên La Minh bên kia, bọn họ không đi ra, chúng ta không thể đi vào, nếu bị thế giới hỗn độn chi chủ ra tay. Vậy cực kỳ phiền toái. Bọn họ cực kỳ suy yếu, chúng ta mới dễ đối phó, thế giới hỗn độn của Thiên La Minh tự nhiên là không thể đi, nhưng không có nghĩa cường giả viễn cổ không thể đến. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong nội tâm đã có ý định. Thương khung chiến trường, mấy năm trước thương khung bí cảnh sụp đổ biến mất, thương khung chiến trường cũng bị trùng kích thật lớn. Bao nhiêu năm qua, Thiên La Minh cùng thương khung minh rằng có công kích trong thương khung chiến trường, từ lâu đã chấm dứt. Song phương đã thu quân đội trở về, chỉ có một chút tiểu đội ngũ du đãng trong thương khung chiến trường, đồn đãi thương khung bí cảnh sụp đổ có người tìm được không ít viễn cổ linh khí cùng linh dược, bảo vật, đây là những đội ngũ tầm bảo. Trong thương khung chiến trường vốn hoang vu thê lương, giờ phút này đã khôi phục không ít sinh cơ, đồn đãi thương khung chiến trường vốn là đại lục nguyên thủy trước cả khi 3000 đại thế giới ra đời, đại lục không thuộc về thế giới nào. Không có bất kỳ người nào có thể khống chế, bởi vậy đại chiến lúc trước cũng chọn ở đây. Trong sơn mạch bao la, tuy khôi phục sinh cơ, nhưng mà hơi có vẻ tiêu điều, không chung bốn phía thỉnh thoảng mới có sinh linh. Hai người các ngươi đứng lại, giao nhẫn chữ vật ra, bằng không chết. Lúc này trên bình nguyên có không dưới 500 người vây quanh thanh niên áo xanh và áo vàng vào trong, nhìn qua nhẫn chữ vật trong tay hai thanh niên này, ánh mắt đầy tham lam. Cút! Xem các ngươi là nhân tộc cùng thú tộc, lúc này ta tha các ngươi. Thanh niên áo bào vàng run lên, khí tức uy nghiêm và tôn quý bùng phát, ánh mắt thâm thúy làm người ta phải thần phục. Khẩu khí vẫn còn rất lớn, trong thương khung chiến trường này chưa có kẻ nào dám nói với ta như vậy. Tên đại hán trung niên đầu lĩnh không phải kẻ lương thiện, đây cũng không phải thế lực bình thường, có mấy tuyên cổ cảnh, còn lại đều là niết bàn cảnh và đại đạo cảnh, trong các thế lực ở đây xem như có thanh danh hiển hách. Trong thời gian mấy năm qua, ăn cướp không ít người, thậm chí gặp gỡ đội ngũ mấy vạn người cũng ăn cướp không bỏ qua. Vốn thế lực này cũng không định ăn cướp của hai thanh niên này, nhưng đã gặp gỡ, tăng thêm hai thanh niên nhìn có vẻ khí thế bất phàm, dường như lai lịch không tầm thường, có lẽ trên người có bảo vật. Nói lại lần nữa xem, không lăn sẽ chết, Long Gia Gia các ngươi không có tính nhẫn nại cao đâu. Thanh niên áo vàng nói ra, ánh mắt lườm tên đầu lĩnh. Đội trưởng, cái này hai tiểu tử này không biết điều, cứ trực tiếp diệt đi, nghe nói ở gần đây có thánh nguyên,
chúng ta nên chuẩn bị sớm mới tốt, tránh có người nhanh chân tới trước. Một tên đại hán dẫn đầu khác nói ra, mấy trăm người đối phó hai người, tự nhiên sẽ không e ngại. Đầu lĩnh cũng có nhãn lực, nhìn khí độ của thanh niên áo vàng và áo xanh bất phàm, trong mơ hồ hơi bất an, đặc biệt nhìn thanh niên áo vàng hơi có vẻ quen thuộc, đang do dự thì quyết tâm nói. Cũng tốt, gợi yêu ta ít hai tiểu tử không biết điều này, bỏ đi tìm thánh nguyên, lên cho ta. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nhận lấy cái chết. Bành! Tiếng nổ trầm thấp vang lên, đột nhiên thanh niên áo vàng xuất hiện quỷ dị trước mặt tên đại hán cầm dầu, lúc này còn đấm ra một quyền với khí thế bức người, rơi thẳng vào người đầu tiên, sau đó âm thanh nổ tung vang lên, tên đứng đầu hóa thành huyết vụ. Một quyền, một tuyên cổ cảnh bị đánh nát, tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, mấy trăm ánh mắt kinh hãi, lập tức nhao nhao lên. Không tốt, gặp phải cường giả rồi, chạy mau. Mấy đầu lĩnh tuyên cổ cảnh dẫn đầu kịp phản ứng. Trong mắt hoảng sợ, từng người muốn bỏ trốn. Đám bọ chó làm ta bực bội, hạo kiếp hàng lâm còn ở đây ăn cướp đồng minh, lưu lại cũng không dùng được. Thanh niên áo vàng nói một câu, ống tay áo run lên, khí tức nóng bỏng quét qua đám người này. Xoẹt! Từng âm thanh quỷ dị vang lên, đám tuyên cổ cảnh và mấy trăm người ở đây có con rắn màu vàng bay ra khỏi L sao Y G ngực, thân thể bị đốt thành cho tàn, hỏa diễm màu vàng hủy diệt mấy trăm người. Một bầy kiến hôi, muốn chết mà. Giơ tay nhấc chân đánh chết mấy trăm người, sắc mặt Tiểu Long vẫn còn tức giận. Thanh niên áo vàng và thanh niên áo xanh chính là Tiểu Long cùng linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên, nhưng mà bộ dáng Thái Cổ U Minh Viêm hơi cải biến một ít, không người có thể nhận ra, dù sao dựa vào bộ dáng Lục Lâm Thiên đa truyền ra khắp 3.000 đại thế giới, ít có người không biết, bởi vậy Lục Lâm Thiên không thể không cải biến một phen. Không cần để ý tới những người này, đối phó đám này có tác dụng gì chứ? Lục Lâm Thiên đến bên cạnh Tiểu Long, nhìn qua bốn phía, nói. Đã có không ít bát nguyên cửu nguyên hóa hồng cảnh cũng đến thương khung chiến trường. Xem ra đám này tới đây vì thánh nguyên, chỉ tiếc lúc này sợ rằng bọn chúng thất vọng rồi. Tiểu Long cười cười, trong thương khung chiến trường có tin tức thánh nguyên truyền ra là do hắn và lão đại an bài tản mát ra. Cho nên trong thương khung chiến trường có thánh nguyên hay không bọn họ rõ nhất. Bát nguyên cửu nguyên hóa hồng cảnh tới cũng vô dụng, mục tiêu của chúng ta là đám cường giả viễn cổ thánh hồng cảnh của Thiên La Minh. Lục Lâm Thiên nói, những người kia muốn tiến thêm một bước cầu tự bảo vệ mình trong hạo kiếp, thánh nguyên là cơ hội cuối cùng, cũng là hấp dẫn chí mạng. Tiểu Long cười cười, thời điểm này hắn biết tính toán đã thành công, tất cả cường giả đều biết ở đây có thánh nguyên. Cho nên tất cả người có tu vị cửu nguyên đại viên mãn và thánh hồng cảnh đều tới đây tìm kiếm. Mấy ngày sau, trong sơn mạch, một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao vê upsilon, tê trong mây, đứng dưới ngọn núi này liền có cảm giác mình nhỏ bé. Một lão giả áo đen thân đứng giữa sườn núi, áo đen khẽ nhúc nhích, hàn khí chấn động nhàn nhạt, quanh thân có khí thức cổ xưa sinh ra, cả phiến không gian vặn vẹo, lúc này ánh mắt bắn ra thần sắc khinh thường, nói. Trốn trốn tránh tránh, xuất hiện đi. Lão đại, linh hồn tên này thật không kém, không ngờ có thể phát hiện chúng ta. Dù sao cũng là người tới từ viễn cổ, một chân va chạm vào hư vô cảnh, linh hồn tự nhiên không kém. Một chân chạm vào hư vô thì tính sao, từ khí tức mà nhìn còn chưa khôi phục thực lực, có lẽ không khó đối phó. Vừa dứt lời, xuống, sau ngọn núi có thanh niên áo xanh và áo vàng nhảy ra, nhìn lão giả áo đen tới từ cổ xưa. Bình phẩm từ đầu tới chân, cũng không có đặt hắn vào trong lòng. Khẩu khí và thái độ này làm lão giả áo đen cây Ethiota ép sợ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên áo vàng và áo xanh, nhìn trộm khí tức của hai người, nhưng lại phát hiện khí tức hai người thâm bất khả chắc, nhưng mà ngược lại có thể nhận ra hai thanh niên cũng chỉ là hậu bối mà thôi, căn bản không phải người cùng thế hệ lúc trước. Bởi vậy lão giả cũng khôi phục thần sắc bình thường, nhìn qua hai thanh niên, trong mắt đầy khinh thường, nói. Hai tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi có biết các ngươi chọc ai không, xem ra bao nhiêu năm qua, thực lực sinh linh trong 3.000 đại thế giới một đời không bằng một đời, nhưng mà càng ngày càng hung hăng càn quấy, càng không biết sống chết. Hai thanh niên này chính là linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên và Tiểu Long, hai người làm việc này mục đích là đối phó cường giả viễn cổ, sớm ngày bước vào hư vô chi môn, trong thương khung chiến trường xuất hiện thánh nguyên cũng là hai người bảo tuyên cổ điện, thiên linh cung, phi linh môn.
thiên địa các những thế lực này truyền ra, chính vì hấp dẫn những siêu cấp cường giả tiến vào thương khung chiến trường. Việc tìm hiểu thân phận lão giả áo đen này, Lục Lâm Thiên dò xét tường tận nên hiểu rõ trong lòng, cười nói. Thiên ma tộc Ma Ly, ta nói không sai chứ, gần đây mới thoát ra khỏi mộ địa chúng thần, thời kỳ viễn cổ còn chưa đặt chân vào hư vô cảnh, hiện tại sợ là càng thêm khó có thể bước vào. Hừ, Lục Lâm Thiên nói xong câu này, sắc mặt Ma Ly lạnh giá, ma khí quanh người chấn động, nói hắn không cách nào đặt chân vào hư vô cảnh là chạm vào nỗi đau của hắn, lúc trước không cách nào đặt chân hư vô cảnh, hắn đã không thể ngẩng đầu lên trong cùng thế hệ, hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi đã biết rõ ta là ai, lại còn dám tới tìm chết. Ma Ly vừa nói xong, không gian run lên, năng lượng ma khí bạo phát ra như thủy triều. Ầm ầm, ma khí bùng nổ, cả phiến không gian này vặn vẹo, ma khí bùng nổ ngập trời. Thật mạnh, Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, không hổ là cường giả đã bước một chân vào hư vô cảnh, tuy còn chưa khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, nhưng mà giờ phút này khí thế đã vô cùng khủng bố. Chỉ ma khí chấn động đã có thể làm cho cửu nguyên đỉnh phong đại viên mãn không sinh ra tâm chống cự. Hiện tại, đi chết đi. Thời điểm quát lớn, thân ảnh Ma Ly biến mất trong ma khí, một đạo ma thủ đánh tới trước người Lục Lâm Thiên, năng lượng chấn động khủng bố ảnh hưởng tới cả sơn mạch. Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, áo lam khẽ nhúc nhích, phân thân thái cổ U Minh Viêm không lùi mà tiến tới, sắc mặt vô cùng vui vẻ, bỗng dưng đánh ra một luồng khí nóng nghênh đón ma khí. Khí nóng này thiêu đốt không gian chung quanh tan chảy như nước. Ầm ầm, va chạm này làm năng lượng thiên địa không ngừng biến hóa, không gian chung quanh hai người sụp đổ. Đạp đạp, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên lui lại vài bước mới ổn định thân thể, ống tay áo quét qua, khí tức âm hàn nóng bỏng lan tỏa ra, lập tức đánh tan ma khí trước mặt, gương mặt vẫn mỉm cười vui vẻ. Dường như Lục Lâm Thiên lường trước. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm tuy đã là thánh hồng cảnh, nhưng mà dựa vào cấp độ thân thể trí cao và thiên phú kinh người đủ để liều mạng với cường giả đặt chân chạm vào hư vô cảnh, huống chi đối thủ còn chưa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ma Ly nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên chỉ bị đẩy lùi vài bước, hắn cũng lùi lại vài bước, bộ dáng còn chật vật hơn Lục Lâm Thiên một ít, thần sắc của hắn lúc này biến thành kinh hãi, ánh mắt cây Ethiota ép sợ và ngưng trọng nhìn Lục Lâm Thiên trên người, nói. Thánh hồng cảnh, ngươi là thân thể linh vật trời sinh. Ngươi nói đúng. Tiểu Long trả lời Ma Ly, thân ảnh xuất hiện bên cạnh, đột nhiên hào quang màu vàng lóe lên, khí tức âm hàn xuất hiện, đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên hư không. Ngao. Kim Long đầy lân phiến màu vàng, hỏa diễm bao bọc toàn thân, uy áp khủng bố bùng phát, không gian lúc này chấn động rất mạnh, trong lúc mơ hồ còn mang theo uy năng to lớn. Bán hư vô, ngươi là người Long tộc. Sắc mặt Ma Ly biến hóa, nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long có khí tức khổng lồ như vậy, làm cho ánh mắt của hắn ngưng trọng hơn rất nhiều. Thanh niên áo xanh dù là thánh hồng cảnh mạnh hơn nữa Ma Ly cũng không quá khẩn trương, nhưng giờ phút này từ khí thế của Hoàng Kim Cự Long, hoàn toàn không kém hắn lúc toàn thịnh bao nhiêu, giờ phút này hắn còn chưa khôi phục tới đỉnh phong, không thể không cố kỵ. Thanh Long hồn. Không trì hoãn chút nào, Tiểu Long ra tay. Trực tiếp sử dụng thiên phú công kích, con mắt thứ ba đầy tà dị mở ra, trong mắt bắn ra cột sáng, lập tức xuyên qua không gian, bắn thẳng vào thân thể Ma Ly. Tốc độ Ma Ly tăng lên cao nhất, phóng thích ma khí cuồn cuộn, nhưng không thể thoát khỏi cột sáng bắn tới. Thanh Long hồn, ngươi là hậu nhân của Thanh Long lão tổ. Thần sắc Ma Ly ngưng trọng, thậm chí còn có vẻ sợ hãi, thiên phú Thanh Long hồn của Long tộc rất mạnh, hắn làm sao không biết. Thời điểm viễn cổ thanh danh Thanh Long hồn của Thanh Long lão tổ lấy mạng không biết bao nhiêu đại năng. Trong chốc lát, ma khí bao phủ quanh người Ma Ly, ma ảnh léo lên liên tục, cột sáng kia không ngừng bắn nát ma ảnh, không gian chung quanh xuất hiện không ít khe hở, nhưng hắn vẫn khó thoát khỏi cột sáng này. Ngao! Trong màn sáng, hư ảnh Thanh Long gào thét và công kích vô cùng quỷ dị, lập tức xuyên phá xiềng xích thời không, lập tức xuyên thủng ma ảnh. Phụt! Ma Ly vẫn chưa khôi phục tới lúc toàn thịnh, hắn vô lực tiếp tục, miệng phun ma huyết, Thanh Long hồn không ngừng phá hủy ma ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là thân thể của hắn, làm cho linh hồn của hắn bị thương, ánh mắt ảm đạm. Rầm rầm, linh hồn Ma Ly bị ảnh hưởng một ít, trong nháy mắt tiếp theo đã khôi phục bình thường, nhưng cường giả trong quyết đấu sinh tử phải vững vàng, lúc này quanh người hắn có lôi vân màu tím bao phủ, lôi đình cuồn cuộn,
9 đạo lôi đình hóa thành 9 con cự long giáng xuống, trực tiếp bao phủ Ma Ly vào trong. Tử kim huyền lôi, không tốt, là tử lôi huyền đình. Ánh mắt Ma Ly hoảng sợ, trong nháy mắt tiếp theo lôi vân co rút lại, lúc này tử kim huyền lôi giáng xuống như chút nước. Ánh mắt Ma Ly biến thành sợ hãi, hắn biết rõ, hắn đã bị bao phủ trong tử kim huyền lôi do Đông Hoàng Thái Huyền luyện chế lúc trước, thực lực của hai thanh niên này cũng vượt qua dự đoán của hắn, có thể thấy được cả hai có chuẩn bị khi tới đây. Trong một mảnh sơn mạch bừa bộn, đại địa rạn nứt, ngọn núi sụp đổ, khí tức nóng bỏng âm hàn vẫn còn sót lại, ma khí không tiêu. Tử lôi huyền đỉnh trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên thu liếm lại. Lúc trước tử lôi huyền đỉnh và thiên trụ giới cùng bị sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên lấy đi, về sau tử lôi huyền đỉnh và thiên trụ giới được Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên cùng lưu lại trong linh vũ thế giới, đương nhiên cũng lại lần nữa trở lại trong tay Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, chúng ta đi trước đi, tránh bị người chú ý, bên này đã có không ít cường giả đến rồi. Lục Lâm Thiên nói với Tiểu Long, bằng vào linh hồn lực nhạy cảm thì cả phiến không gian rộng lớn này đều dưới tầm quan sát của Lục Lâm Thiên cả. Siêu siêu. Tiểu Long nhẹ gật đầu, thân ảnh hai người phá không biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, không ít thân ảnh cổ xưa xuất hiện ở bốn phía mảnh chiến trường ban nãy, quan sát lấy những khí tức còn sót lại, không ít khí tức chấn động mà đến đều nổi lên chấn động, từng đạo thân ảnh tựa hồ đều cẩn thận đề phòng lẫn nhau, sau đó từng người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong tử kim lôi hải vô biên, dưới vô số tử kim lôi đình ầm vang, thiên ma chân thân khổng lồ của Ma Ly uể oải, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn vốn nhận được tin tức trong thương khung chiến trường xuất hiện thánh nguyên, cũng không biết là loại thánh nguyên thuộc tính nào, các loại tin tức đều có, bởi vậy mới đến đây thử cơ duyên xem sao. Hạo kiếp buông xuống, đại chiến nổi lên, nếu có thể đặt chân hư vô thì đến lúc đó mới có thể có đủ lực bảo vệ mình được. Nhưng Ma Ly dù thế nào cũng không thể ngờ tới, trong thương khung chiến trường không ngờ lại có người có thể đối phó với cường giả viễn cổ đã đặt một chân vào hư vô như hắn. Vốn đã tới cấp độ như bọn hắn, ngoại trừ những hỗn độn thế giới chi chủ và ư vô cảnh ra, có thể nói là không ai làm gì được bọn hắn cả. Nhưng hiện giờ đang ở trong tử lôi huyền đỉnh, dưới tử kim huyền lôi liên tục đánh xuống thế này thì hắn sớm muộn gì cũng bị triệt để hủy diệt mất thôi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, muốn đối phó ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Ma Ly quát lớn, tiếng gầm khiến trong lôi hải nổi lên từng đợt lôi sóng trùng trùng điệp điệp. Xoẹt. Lôi hải cuồn cuộn, thân ảnh áo lam của Lục Lâm Thiên xuất hiện trên không lôi hải, mắt nhìn thiên ma chân thân khổng lồ kia, nói. Muốn làm gì, đến giờ còn chưa rõ ràng sao, sống nhiều năm như vậy, người cũng nên thấy đủ rồi. Lời vừa dứt, Lục Lâm Thiên không thèm che giấu sát ý nữa. Những cường giả viễn cổ thiên la minh này đến lúc đó sẽ lực lượng chủ yếu đối phó với linh vũ thế giới khi hạo kiếp đến, lúc này không gờ yêu ta ết. Đến lúc đó linh vũ thế giới sẽ tràn đầy nguy cơ. Hiện giờ Giotaes nhiều một tên, đến lúc đó linh vũ thế giới sẽ bị Uhiotaes ít đi một phần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 166.